Chương 742, Huyết Chiến Thánh Sơn Nhậm thương không đi ra quân doanh, ngưng mắt nhìn xem đối diện đến xích tuyệt sơn trên rậm rạp chằng chịt đông nghịt một mảnh đến yêu tộc đại quân, trong mắt đến kim quan sáng tắt lập lòe, tràn đầy chiến ý. Chu Tước Vương, nghe lệnh. Có thuộc hạ. Chu Tước Vương vui lòng phục tùng trên mặt đất trước chắp tay. Ngươi dẫn đầu thần phượng bộ lạc tất cả tướng sĩ, theo mặt đông sát nhập trận địa địch. Quỳ Ngưu Vương, ngươi dẫn đầu thần ngưu bộ lạc tướng sĩ, theo phía tây sát nhập trận địa địch. Thanh Lan Vương, ngươi dẫn đầu thần lan bộ lạc tướng sĩ, theo nam diện sát nhập trận địa địch. Kim Nhung Vương, ngươi dẫn đầu thần viên bộ lạc tướng sĩ, theo mặt phía bắc sát nhập trận địa địch. Đợi cho các ngươi bốn vị kéo quản đê vỡ sau, tại xích tuyệt sơn trên tụ hợp, chúng ta lại dựa vào địa hình, từ trong giết ngoại. Nhậm thương khung thập phần quyết đoán ban bố quân lệnh. Trình Phùng Tiên, ngươi là, bị, phải lộ tiên phong. Trữ báo, ngươi là, bị, trái lộ tiên phong. Tận lớn nhất cố gắng hiệp trợ bốn vương dẫn đầu đến tướng sĩ, phòng ngừa bị yêu tộc đại quân vộ đến vây kín. Nhân nhân đều mặt nghiêm trọng, quyết đoán chấp hành nhậm thương khung đến mệnh lệnh. Cùng bọn họ dĩ vãn cái chăn động phòng thủ có chút bất đồng, lúc này đây là do mang hoang bốn tộc chủ động phát động công kích. Giết, dùng yêu tộc chi huyết tế điện xích tuyệt sơn nhậm thương khung lên tiếng đại tiếu rất nhanh bốn lộ bộ lạc đại quân giống như là sắt thép nước lũ giống như bình thường đối đóng ở xích tuyệt sơn đến yêu tộc đội ngũ phát khởi điên cuồng đến trùng kích thân phượng bộ lạc phần lớn dũng sĩ có hai cánh tốc độ cực nhanh tại tiến công trên có tuyệt đối đến ưu thế chu tước vương cùng thanh loan vương nhị nhân trong khi xong chấm dứt cường đến khí thế đối phía đông đến yêu tộc đại quân phát khởi trùng kích thần ngưu bộ lạc cái kia chút ít dũng sĩ, toàn bộ cùng hóa thành đầu bò bộ dáng. Bọn họ bốn vó giống như dẫm phải bạch xe đến ngọn lửa, mỗi một bước đạp xuống, mặt đất đều rạn nứt ra, phản phất vạn ngưu bôn vọt, khí thế rộng rãi. Mà ở Nam Phương, thần lang bộ lạc đến dũng sĩ thì phát ra từng tiếng cuồng bạo đến gầm nhẹ, phản phất tấu nổi lên một bộ bài ca phúng điếu chương nhạc, thuộc về lang tộc đặc biệt đến kiêu ngạo, khiến cho các dũng sĩ hai mắt hồng đỏ thẫm, tràn ngập sát khí bắc phương đến thần viên bộ lạc đến các dũng sĩ thì thường thoang hạ khiêu nguyên một đám thân thủ nhanh nhẹn vô cùng mà linh hoạt có thể mượn nhờ bất luận cái gì đến địa hình hình thành một loại vọt mạnh xu thế cái này bốn lộ đại quân dùng thập phần đáng sợ đến trùng kích thái độ đối yêu tộc đại quân đến bên ngoài tiến hành tấn công mạnh do tứ đại vương tộc bộ lạc đến làm gương mẫu tác dụng hoang mang tầng thứ bảy đến còn thừa bộ lạc liên quân cũng nhất cổ tác khí cháo nước giống như bình thường dâng lên trữ báo cùng trình phượng trước đến gì đó lộ tiên phong thì tùy theo thẳng tiến bọn họ sáng tỏ chủ yếu chức trách chính là được tùy thời trợ giúp phối hợp tác chiến cam đoan công kích đến lực lượng kế tục hữu lực tại thời khắc này nhu nhược tộc đến cao thấp ti tiện cũng không có cái gọi là cao cao tại thượng đến tứ đại vương tộc chỉ có địch nhân cùng quân đội bạn tất cả hoang mang bộ lạc đến các dũng sĩ đều khí thế như cầu vồng trong nội tâm duy có một tín niệm giết sạch những này yêu tộc, một lần nữa đoạt lại thuộc về mang hoang chi địa đến thánh địa. Giết! 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 Nhậm thương khung trong tay đến trúc kiếm chỉ hướng thiên vô ích, điếc tai yêu điếc thanh âm giống như tiếng sấm liên tục, truyền lại đến từng cái bộ lạc dũng sĩ đến bên tai. Phản phất một châm thuốc trợ tim rót vào, càng kích phát tất cả dũng sĩ sĩ khí. Ly Long Vương tử đứng ở trước trận, một đôi mày kiếm hơi nhíu, bạc sẽ đến con ngươi không ngừng lập lòe. Đối phương đến liên quân binh sĩ khoảng chừng 6 ri không có xuất động, này ri là phong ấn suy yếu nhất, cũng là thánh nguyên long vương thành bại nhất cử thời điểm, liên quân binh sĩ lại tại lúc này phát động tiến công. Đối phương cái này chiến lược ý định là trong lòng của hắn sớm có đoán trước. Chỉ là, hắn thật không ngờ những kia bộ lạc liên quân sẽ như thế đến cường thế, cũng không phải là tụ tập lại từ một mặt phát động công kích mà là chia làm bốn lộ đồng thời phát ra công kích. Nhìn thoáng qua đối phương đến trận doanh trong, nhậm thương khung huy kiếm ủng hộ sĩ khí khí thế, ly long vương tử liền trong nháy mắt minh bạch, cái này nhất định là nhậm thương khung gây nên. Hắn nhất định là muốn từ tứ phía phòng tuyến tiến vào, lại để cho yêu tộc đại quân trái chi phải kém cỏi, tứ phía thụ địch, cuối cùng có một mặt chiếu chẳng quan tâm. Yêu tộc đại quân đến đặc điểm chính là như vậy, một khi xuất hiện một điểm lỗ hổng, sẽ vô hạn phóng đại là địch áp chế trước kia nếu là ứng long vương tử cùng viêm long vương tử còn ở đó bốn phương tám hướng yêu tộc đại quân đều có thống soái tọa trấn tự nhiên không có quá nhiều lo lắng nhưng là hiện tại hai vị vương tử vừa chết một thương ly long vương tử vừa vào muốn chủ trì đại cục chỉ có thể đem binh sĩ co rút nhanh hoàn toàn không thể chu đáo bất quá ly long vương tử cũng không có bối rối hừ lạnh một tiếng trong tay đến hộ phách chi kiếm huy vũ rống một tiếng tất cả yêu tộc tướng sĩ nghe lệnh tử thủ xích tuyệt sơn đối với xâm phạm người giết cũng là một tiếng giết ly long vương tử đến hào khí sông thiên có được mấy ngàn vạn nhân đến đại bộ binh ly long vương tử lo lắng mười phần coi như là lấy tánh mạng đến điền cũng đủ chèo chống đến phụ vương thành công lúc ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên trên đến mặt trời hồng đỏ thẫm mà yêu dị đây là yêu lan thực tri đã đến đến điềm báo. Yêu tộc thất yêu thần trở về, bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Bá. Yêu tộc đến trong đại quân ra từng đạo nửa vòng tròn hình cung đến quan nhận, quy lực kia mười phần đến liên nổ bắt đầu phát huy hắn hiệu dụng. Khủng bố đến quan nhận chính là vô số liên nổ mũi tên luyện thành đến màn sáng, như là tử thần đến thu hoạch liêm đao. Xoẹt bốn phương tám hướng đến vương tộc đại quân binh sĩ bị cái này liên nổ mũi tên trong, thân thể trực tiếp cho các thành mảnh nhỏ, thịt nát chiếu vào đồng bạn đến trên người. Mà liên nổ đến lực lượng nhưng lại không bởi vậy tiêu giảm, vẫn đang hướng về sau sắp xếp quân đội đi. Bốn tộc vua lúc này bắt đầu đồng thủ, bàn tay không ngừng mà phun ra một cổ cường đại đến đạo lực, đánh rơi những này đáng sợ đến liên nổ. Thiên không trung hạ nổi lên mũi tên đuôi lông chim, đoạn đến tên tàn toái linh kiện rơi vào các dũng sĩ sáng tỏ trên người, cũng tạo thành lần thứ hai thương tổn. Phanh Yêu tộc đại quân đến mấy ném đá cũng bắt đầu công việc lưu bù lên, cơ quan kéo động thời điểm lò so thanh âm giống như là tử thần soạn nhạc đến chương nhạc, nặng như ngàn vạn cân đến cực lớn tảng đá phản phất từ thiên mà rơi xuống, rơi vào đến tứ đại vương tộc đến trong quân đội, lập tức tự có vô số dũng sĩ bị nện thành bánh thịt, thi cốt vô tồn yêu tộc đến diên tinh nhuệ lực lượng, quả nhiên tương đương đáng sợ, vũ khí cùng trang bị đã vượt qua xa hoang mang tất cả bộ lạc các dũng sĩ có khả năng bằng được. Nhậm thương khung sẽ không tùy ý nghiêng về một bên giết hại tình huống phát sinh. Hắn nghĩ, đột nhiên lấy ra tấm vé sách cổ trục. Lại nói tiếp thú vị, cái này chăm chú nghe con khỉ, cùng viêm ngưu còn có 10 vạn lan hồn, đều là tam đại vương tộc lúc trước vì mua sắm đại đạo nguyên đang dùng để trao đổi gì đó không chút do dự đem cái này ba dạng gì đó cho giải phong mở, nhậm thương khung thần niệm điều chi, chăm chú nghe con khỉ trực tiếp không có xuống dưới đất, mà ba nghìn đầu đáng sợ đến cùng bạo ngưu hồn, cầm trong tay nguyên một đám quỷ khí ung tùm đến đèn lồng, hướng địch quân đại quân giết tới. Mười vạn lan hồn càng đáng sợ, mặt bằng trên phản phất có một đám hắc đến bầy sói chạy như điên. Chúng nó có hồng sẽ đến lan con mắt còn có sắc bén đến lợi trảo, hoàn toàn đến thú thái, tốc độ tương đương kinh nhân. Thở phi phò hưu, nguyên một đám linh hoạt chăm chú nghe con khỉ, xuất quỷ nhập thần, đột nhiên toát ra mặt đất, quỷ dị xuất hiện ở yêu tộc đại quân đến hàng đầu, dùng cả tay chân, đem yêu tộc đại quân đến liên nổ cùng máy ném đá hướng dưới mặt đất kéo. Nếu như thật sự không thể kéo vào mặt đất, chúng nó tự dùng tốc độ cực nhanh đem phá hủy. Không ra một lát, yêu tộc đến đại bộ phận đại sát khí do đó mất đi hiệu lực, không hình thành nên cái uy hiếp gì chứng kiến bổn tộc đến một ít sách cổ trục có hiệu quả bổn tộc vua hơi có chút xấu hổ vốn là bổn tộc có được đến bảo vật tại nhậm thương khung sự nghiệp thống nhất đất nước đẹp trai trong tay nhưng lại có như thế dịu dụng nói đến quả thực là buồn cười nghĩ đến đây bổn tộc đại vương đến xấu hổ hóa thành thổ lộ đến tức giận không ngừng mà thú nhận tổ tiên thú hồn biến thành một cổ đáng sợ đến lực công kích hướng yêu tộc đại quân cuồng sông. ly long vương tử chứng kiến loại này tình hình trong tay đến hổ phách trường kiếm vung lên, dùng chân lông nhất tộc vì danh. Chao Ngô, chúng ta, dũng khí. Giết. Yêu tộc đến luồng thứ nhất đại quân cũng bắt đầu xuất động, bọn họ đào trong tay thương kiếm chú y đợi lợi khí, đón đánh đi lên. Hai quân trực diện va chạm, chỉ một thoáng núi sông biến xè, duyên nguyệt không ánh sáng, đao thương tương giao thanh âm phá tan mây xanh, tràn ngập thiên. Tại thời khắc này, đã dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể miêu tả chiến đấu đến thảm thiết. Không thể buông tha dũng giả thắng, bọn họ giờ phút này vứt lại hết thảy quân sự trận hình cùng bài binh bố trận. Duy có một chữ, giết. Bộ lạc liên quân là vì bảo vệ cho tổ tiên thánh địa xích tuyệt sơn. Chống đỡ kẻ thù bên ngoài mà giết. Yêu tộc đại quân là vì cưỡng chiếm mặt đất đến giả vọng, còn có nên đón bọn họ trong tộc đến chí cao thần mà giết dùng giết dừng lại giết. Tất cả nhân đến huyết mạch phun trương tắm, như là tại lúc này bị đốt lên giống như bình thường. Bọn họ không ngừng mà quơ trong tay đến binh khí, hướng địch quân chi nhân đem hết toàn lực chém giết, hận không thể đạm hắn thịt để ăn hắn tủy. Này cổ cừu hận, cũng không phải là nói ba xạo có khả năng miêu tả. Bình địa thổi qua một hồi cuồng phong, nức nở nghẹn ngào mà thê lương, tự hồ lão thiên gia cũng xem không được bực này thảm thiết đến cục diện đột nhiên hạ nổi lên một hồi mặt trời mưa tại hiu quạng đến trong mưa tất cả nhân đều cơ giới sát nhập hoặc là bị giết bọn họ sáng tỏ tâm đã chết lặng nhưng máu vẫn là nóng mặt đất đến máu tươi hội tụ thành một cái dòng suối sau đó biến thành một nhánh sông phân không rõ là yêu tộc đại quân hay là hoang mang bộ lạc liên quân toàn bộ dung hợp tại một khối đem xích tuyệt sơn trên đến bùn đất nhuộm đến càng thêm đỏ tươi nhìn xem điên cuồng chém giết đến hai quân, nhậm thương khung ánh mắt lạnh lùng, nội tâm đã có một đoạn liệt hỏa tại thiêu đốt. Là, vâng, đúng, về sau nên làm cho bọn họ nếm thử. Chúng ta nhân loại đến lợi hại. Nhậm thương khung liếm liếm môi, 12 thân vệ chuẩn bị, toàn bộ đổi thành phượng vũ cung thần bình thường cung tiễn, giết cho ta. 12 thân vệ nghe vậy, lập tức đổi lại mặt khác một cây cung. Kéo mãn cung, ra. 12 đạo kim lưu quang, vạch phá thiên tế, như là sao chổi đồng dạng trụy lạc tại yêu tộc đại quân đến trong trận, lập tức tự truyền đến tê tâm liệt phế đến tiếng gào. Do 12 tên đại đạo cường giả cầm trong tay đến phượng vũ cung thần uy lực to lớn, viễn siêu yêu tộc đại quân đến tưởng tượng. Từng nhân đến mũi tên trong bầu đều có 30 cái bình thường tên. Dựa theo đối phương đại quân đến dày đặc trình độ mà nói, một mũi tên liền có thể giết trên dưới 100 nhân mà một vòng có thể thu hoạch hơn một ngàn điều tính mệnh. Điểm ấy nhân vài, cùng yêu tộc đại quân đến tổng số mà nói, khả năng không tính là cái gì, nhưng là một loại trên tâm lý đến kinh sợ, tạo thành xếp sau yêu tộc đại quân đến bối rối. Mà lúc này đây nhậm thương khung cũng huy động kim sẽ đến Thái Dương chi dực, bày đến yêu tộc đại quân đến phụ cận, cầm trong tay trúc kiếm, toàn thân bao vây tại kim quan mang trong, phản phất một tôn thiên thần. Nhậm thương khung rốt cuộc quyết định tự mình tự động thủ, cho yêu tộc sâu trong linh hồn đến đã kích. Một kiếm kinh thiên. Hai kiếm động càng khôn. Ba kiếm phân âm dương. Bốn kiếm lăng thiên hạ. Năm kiếm tụ ngũ hành, động lại lôi âm, vạn kiếm bôn, phá thần tiêu. Giết. Muốn nói đại diện tích đến lực sát thương trước mắt, hay là bộ này diễn biến là bị kiếm trận đến kiếm kỹ tốt nhất sử dụng thiên khung như là bị xé mở một cái lỗ hổng, ngàn vạn chui kim kiếm quan theo thiên nhi mà rơi xuống, phản phất từng khỏa kim đến thiên thạch nền xuống, rơi vào rồi yêu tộc đại quân đến trận doanh trong. Giống như là thần chi một kích đến đáng sợ kim quan, đã trở thành yêu tộc đại quân vĩnh viễn không cách nào quên đến ác mộng. Chương 743, Yêu tộc ma trận, hiện tại nhậm thương khung đã đột phá đại đạo để lục trọng, bởi vì tu luyện bất hủ đế khí quyết đến nguyên nhân, tổng hợp lại kỳ thực siêu việt đại đạo đỉnh phong, thậm chí có được cùng đạo thần hạ bộ nhân thần sức đánh một chân. Trải qua hắn không ngừng hoàng mỹ tăng lên đến ngũ lôi thần âm kiếm, giờ phút này trở thành thu hoạch yêu tộc đại quân tánh mạng đến lợi khí, mỗi một đạo kim quan đến tiêu tán, tự nhất định sẽ mang đi một đống yêu tộc chiến sĩ đến tánh mạng. Cơ hồ chỉ là một trong nháy mắt, yêu tộc đại quân liền có 10 vạn nhân số bị kiếm quan bổ đến cặn đều không thừa. Một kích giết 10 vạn người, trong đó vô luận là bình thường yêu tộc binh sĩ, hay là yêu thánh, đều không có chống cự sức lực, đã trở thành tế kiếm đến vong hồn. Bực này đáng sợ công kích, căn bản vượt ra khỏi yêu tộc đại quân chỗ nhận thức đến phạm trù. Nhậm thương khung không làm ngừng, hai tay tạo thành chữ thập, môi mấp máy, nhật xuất đông phương, thần khí hoàng hoàng, bộ dục chúng sinh, địa ngục thiên đường mặt trời dông kim, kiêu dương tự hỏa, bẻ gãy nghiền nát, duy ta cửu dương. Cửu dương đại thủ ấn, cùng bất hủ đế khí quyết hỗ trợ lẫn nhau, hôm nay bị hắn hoàng mỹ diễn dịch. Đã đạt đến đỉnh phong trạng thái, tam dương ngưng tụ đến lạc nhật dông kim, ngũ dương dung hợp đại nhật cực quan, bảy ngày tụ lại thiên vẫn thất tinh, thẳng đến thôn phệ tinh hà. Cửu dương hợp tụ, thôn phệ tinh hà, núi sông biến sắc chính khỏa mặt trời tại nhậm thương khung thủ thế đến dẫn đạo xuống, hội tụ thành một đoàn đại nhật cực quan. Vốn là mặt trời nhô lên cao đến chính chỉ bàn tay lớn trưởng, lại biến thành một cái hắc động thật lớn. Thâm thúy đến trong lòng bàn tay, coi như một cái không chỗ nào không nuốt, không chỗ nào không thôn phệ đến lỗ đen. Mà cái hắc động này, lại đã trở thành yêu tộc đại quân trong lòng đáng sợ bóng đè, bọn họ thập phần hoảng sợ hướng về sau lui bước, muốn rời xa lỗ đen đến thôn phệ. Hưu Trong hắc động đến đáng sợ hấp lực, là trên thế giới bất luận cái gì bảo táp đều không thể bằng được, phản phất tận thế chi thẩm phán, trực tiếp áp bách dưới phương. Đợi cho lỗ đen khép kín trên thời điểm, yêu tộc đại quân đến trong bộ đội xuất hiện một khối lớn đến ánh sáng. Khoảng chừng 20 vạn người đến binh sĩ, trực tiếp bị lỗ đen thôn phệ đi vào, mà ngay cả phản ứng đều không có làm ra. 20 vạn đến yêu tộc đại quân tinh nhuệ a. À. Nói đi không có sẽ không có. Cái này Nhậm Thương khung, còn là một người loại sao? Yêu tộc vốn là đến hào khí giảm mạnh. Lòng người bàn hoàng, sợ cái mạng nhỏ của mình tùy thời tùy khắc tại Nhậm Thương khung trong tay dặn dò, chết đến không minh bạch, liền thi thể đều tìm không thấy. Bộ lạc Liên Minh quân chứng kiến Nhậm Thương khung đại phát thần uy, đều là cảm xúc bành trướng, vô tận hào khí xoay mình bay lên phát vô cùng đến chiến lực. Lại dùng tốc độ cực nhanh, chậm rãi xé rách một cái lỗ hổng, hướng xích tuyệt sơn đến vị trí trung tâm thẳng tiến. Tứ đại tộc vương ào ào ra tay. Bọn họ vốn là đại đạo hậu kỳ đến mạnh mẽ tu vi, sát nhập trận địa địch trông giống như chỗ không người, mỗi lần ra tay, liền có yêu tộc chết. Đương nhiên, bọn họ đến giết địch phương thức tuy nhiên cũng khí thế kinh người, ngang ngược hữu hiệu nhưng cùng nhậm thương không như vậy đơn giản lấy 30 vạn tánh mạng người đến đại thủ bút so sánh với hay là hơi hiển yếu đi một điểm. Thời cuộc cơ hồ trong nháy mắt thay đổi, bộ lạc Liên Quân khí thế rộng rãi, bốn hạ thay mặt vương, các bộ lạc đến cường giả. Trữ báo cùng Trình Phụng Tiên đến binh sĩ, một đường hát vang tiếng mạnh. Đem yêu tộc đại quân phòng thủ kiên cố đến phòng ngự vạch tìm tòi lỗ hổng, binh sĩ chen chúc tới bắt đầu hướng xích Tuyệt Sơn đến vị trí trung ương thẳng tiến. Nhậm Thương khung thủ hạ chính là 12 thân vệ, chuyên môn nhằm vào yêu tộc đại thánh ở đâu trần. Tên tựu nhắm ngay ở đâu? Bởi như vậy, ngược lại cho hoang mang các tộc đến đại đạo cường giả giảm bớt vài phần áp lực, nhiều hơn một phần bảo đảm. Mỗi lần 12 đạo kim sắc quang mang sáng lên, yêu tộc những kia đại thánh tựu cảm giác mình đến tâm can rung động lắc lư không thôi. Tiểu Bạch qua hai cánh Thường cổ thần thú huyết mạch đến ưu việt tính nổi bật đi ra. Đến mức, chỉ là bị cánh chim mở ra đến yêu tộc đầu lâu tự khó có thể đếm hết. Hắn tung hoành tại yêu tộc trong đại quân, chia rẽ, không người anh phong. Tự hồ cùng nhậm thương khung triển khai giết chóc thi đua, tiểu bạch giết yêu thực đan, hết thảy làm hành vân lưu thủy. Đến cuối cùng bởi vì ăn thật sự quá no bụng, trực tiếp đem yêu tộc đại thánh dược yêu đan thu, mà những thứ khác yêu đan ào ào bóp vỡ từng đợt trùng kích, từng tràn chém giết, bốn tộc đại quân cùng còn lại bộ lạc liên quân rốt cục như nguyện dùng thường sát nhập bụng, tại xích tuyệt sơn bên trong tụ hợp. Bọn họ tuy nhiên số người chết không ít. Nhưng cùng yêu tộc đại quân đến tổn thất so với, thật sự không đáng giá được nhắc tới. Càng máu chốt chính là, bộ lạc liên quân đến những người đầu não cơ hồ không một người bỏ mình, cái này không thể nghi ngờ thập phần ủng hộ nhân tâm. Nhậm thương khung ánh mắt như điện, nhìn về phía trấn thủ tại xích tuyệt sơn đến ly long vương tử ly long vương tử bên ngoài thân một tầng ngân sắc đến lân giáp mày kiếm bạc con mắt nhìn về phía trên có vẻ tiêu sái cực kỳ hai đầu lông mày lại còn là nhìn không tới bất luận cái gì bối rối chỉ là đáng tiếc đối thủ của hắn là nhậm thương khung ly long vương tử cùng còn lại đến binh sĩ trấn thủ tại xích tuyệt sơn chính giữa đến vị trí tại đó không ngừng hữu quan mũi nhọn tràn ra rất hiển nhiên đó là thánh nguyên lão long vương đang tiến hành phong ấn cởi bỏ cuối cùng đến chuẩn bị nhậm thương khung phong ấn sắp tự muốn cởi bỏ ngươi năng lực cá nhân cường thịnh trở lại thì thế nào chỉ cần bảy đại yêu thần bị thả ra liền là các ngươi tất cả mọi người chết đi kỳ ly long vương tử thanh âm xâm lãnh đình chỉ vô ý nghĩa đến phản kháng chẳng yên tĩnh cùng đợi tử vong đến tiến đến nhậm thương khung nhìn thoáng qua trên bầu trời yêu dị đến mặt trời đỏ đã có một chút bị bóng đen che, thiên lang thực ngày sắp mở ra, thiên địa trong lúc đó chí âm khí hội tụ, chính là phong ấn yếu kém nhất thời điểm. Thánh nguyên lão cá chạch đi ngược lại, ta tuyệt sẽ không lại để cho âm mưu của hắn thực hiện được. Nhậm thương không sải bước tiến lên, bất hủ đế khí khắp tuôn ra toàn thân, giống như một tôn kim sắc thiên thần hạ phàm, làm cho người ta nhìn không được muốn quỳ bái. Ly Long Vương tử thần sắc đại biến. Sáu ngày trước khi, nhị đệ, tam đệ cùng nhậm thương khung một trận chiến hắn đem thực lực của đối phương mò rất rõ ràng đối phương tuy nhiên rất cường hãn nhưng mình cũng không phải hoàn toàn không cách nào đối kháng nếu như trước mắt thật muốn đánh ly long vương tử chí ít có bốn thành đến nắm chắc tự bảo vệ mình nhưng chỉ là qua sáu ngày ly long vương tử lại phát hiện nhậm thương khung đến thực lực hòa khí chất lại có bay vọt về chất mình cùng chi đối kháng sợ là một đinh điểm đến phần thắng đều không có kẻ mà đến tấn chức tốc độ có thể nói nghịch thiên thức sự quá đáng sợ bất quá ly long vương tử hay là nắm chắc chọc giận lưu thủ ở bên cạnh hắn đến yêu tộc đại quân chính là tinh duệ trong tinh duệ chỉ là đại thánh thì có hơn một ngàn đừng nhìn đối phương nhân số không ít nhưng mình trấn thủ xích tuyệt sơn hẳn là không có bao nhiêu vấn đề đối phương trận doanh ngoại trừ nhậm thương không có thể nói đại địch những người khác căn bản không đủ xem nhậm thương khung cường thịnh trở lại nhưng cũng không cách nào đối phó được nhiều như vậy đại thánh dược liên hợp công kích hết thảy tự là bị nên đón phong ấn mở ra lúc người nào ngăn ta chết nhậm thương khung đột nhiên quát khẽ một tiếng trong đôi mắt bắn ra một đạo quang mang màu vàng nhưng thấy quan mang màu vàng giống như một thanh có thể chặt đứt thiên địa đến thánh kiếm dùng cường đại đến thần thức cô động là bị kiếm quang chính là nhậm thương khung tấn đại đạo đệ lục trọng sau cổ ngộ đến một loại mới nhất bí kỷ nhậm thương khung đem chi mệnh danh là đế niệm trảm cường đại đến hạ bộ người chính là thần cấp thần thức phụ trợ bất hủ đế khí quyết đối với đại đạo đỉnh phong phía dưới có thể trực tiếp chết ngay lập tức xì lập tức có mười mấy yêu thánh bị kim quan chỗ trảm yêu đang nổ bung ly long vương tử quá sợ hãi liên hợp vài vị yêu thánh hợp lực ra tay lúc này mới đem này cổ đáng sợ đến kim quan cho ngăn đỡ được. Làm cho là như thế, Ly Long Vương Tử cũng cảm giác được của mình yêu đang không yên, tự hồ tùy thời có nổ bung đến nguy hiểm. Kẻ mà thật sự là thật là đáng sợ. Rốt cuộc tu luyện cái dạng gì đến công pháp? Thần thức cường đại đến loại tình trạng này. Lại có thể trực tiếp chém giết yêu thánh. Không đơn thuần là ly long vương tử như thế, mặc dù là chu tước vương bọn họ cũng là trong nội tâm kinh hải nhậm thương khung đến thực lực quả nhiên là càng phát ra thâm bất khả trắc đã hoàn toàn không là bọn hắn với tới đến độ cao nhậm thương khung không nói một lời hắn đến con người tách ra hạp giữa lại có một đạo để niệm giết mang theo bàn bạc khí bắn ra lập tức có năm tên đại thánh trực tiếp bị trảm không có chút nào ngăn cản sức lực dùng thần niệm chết ngay lập tức yêu tộc tất cả mọi người mặc như màu đất mặc dù là thánh nguyên lão long vương cũng không dám nói đi không lợi dụng từng chiêu từng thức trực tiếp kháo thần niệm trong nháy mắt chém giết năm thánh cả nhân loại này rốt cuộc tu vi đến đáng sợ đến bực nào đến tình trạng gần đây trầm ổn trấn định như ly long vương tử giờ phút này cũng là trong lòng run sợ trong đầu thậm chí có một hoang đường đến ý niệm trong đầu đứng ở trước mặt đến không phải người mà là thần minh thiên lang thực ngày cũng sắp hoàn thành thất yêu thần trở về thế không thể đỡ chúng ta bố trí xuống trận pháp ngăn cản được người này là bị long hoàng bệ hạ tranh thủ thời gian ly long vương tử thất thần thì ra là trong nháy mắt việc lập tức tỉnh ngộ lớn tiếng kêu lên còn lại đến yêu tộc đại thánh không dám xem thường ào ào phun ra máu huyết chuẩn bị liều mạng mà thổ địa trên vốn là tự khắc tốt một cái trận pháp tìm được yêu tộc đại thánh máu huyết tế tự, lập tức khởi động, tành hồi đến yêu máu phóng lên trời, hắc khí ung tùm. Điên cuồng hét lên liên tục. Giống như vậy đặt la diêm điện chui từ dưới đất lên ra, thống trị đại địa. Ly Long Vương tử động tác nhanh chóng, liên tục phun ra ba ngụm máu, bắn vào chính giữa đến mắt trận vị trí. Rồi đột nhiên, mắt trận vị trí đột nhiên có hai luồng hào quang chói mắt bốc lên, phản phất cả vùng đất mở ra một đôi quỷ dị yêu mắt làm cho tâm thần người không yên, gần muốn nôn mửa. Thiên hạ thương sinh linh, đều là giao thớt, ngô, chúng ta, mà ở trên, dùng giết độ sinh. Yêu máu bất tử, ma hồn bất diệt. Ma hồn sát trận, vạn vật khắc nghiệt. Ly Long vương tử đến trong miệng không ngừng nói lẩm bẩm. Thân sắc quẻ oải, lại mang theo thập phần vặn vẹo nụ cười quỷ dị. Nhậm thương khung cảm giác được của mình quanh thân bị một cổ thập phần đáng sợ đến hắc khí xâm nhập, vô tận đến hắc ma dương nanh múa vuốt, làm bộ dục phốc. Càng thêm đáng sợ chính là, một cổ hải yêu đến ma âm từ xa mà đến gần truyền đến, như khóc như tố, đoạt nhân tâm hồn. Ma hồn sát trận do tiến lên yêu thánh hợp lực đề cao, quy lực càng hơn qua bách thánh tu la đại trận, do ly long vương tử tự mình chủ trì, mà ngay cả thần minh đến đây, cũng dám tiểu sát. Đây là vô tận hải lãnh thổ đáng sợ nhất đến sát trận một trong hắn yêu cầu chi hà khắc, quy lực chi kinh người, càng vô tận hải trong vực số một. Hải yêu thanh âm giống như mang theo đáng sợ đến ma tính, ma âm sâu tai, mặc dù tại ngoài trận đến chu tước vương bọn người là khóe miệng tràn ra tơ máu, tu vi hơi thấp đến trực tiếp ông cái đầu đầy đất lăn. Ma hồn sát trận, thật sự thật là đáng sợ, dùng yêu tộc tổ tiên không tiêu tan chi hồn phách quán niệm tạo thành thần thức công kích. Đây chính là yêu tộc đời đời đến vô tận yêu hồn, quán niệm mạnh, có thể trực tiếp đem người hồn phách chấn vỡ nhậm thương khung cũng rất cảm thấy áp lực bốn phía đến ma hồn không tiêu tan cùng một chỗ điên cuồng hét lên phối hợp đáng sợ kia đến yêu âm cơ hồ muốn đoạt đi tâm trí của mình bất quá lúc này nhậm thương khung tâm niệm vừa động nhớ tới một vật có thể đối với kháng này ma trận không gian giới chỉ run run một đầu hiện tại hình thể mập mạp nhìn về phía trên càng dáng điệu thơ ngay chân thành đến lông xù đến đại gia hỏa chạy ra nhậm thương khung vội vàng dùng da thú đem che, e sợ cho hắn nhìn thấy ánh mặt trời. Ngang A. À. Ngang A. À. Đạm nguyệt đề hồn thú trông thấy nhiều như vậy đến oán niệm u hồn, hưng phấn mà kêu to lên. Chương 744, Thánh Nguyên Long Vương Đạm nguyệt đề hồn thú chính là thượng cổ thú linh ma loại, không phải thần thú, không phải yêu thú, mà là thú chi ma chủng. Thanh âm của nó có thượng cổ nhiếp hồn ma âm, tại vô thanh vô tức trong, đoạt nhân thần biết hồn phách. Trải qua nhậm thương khung dùng ngân nguyệt thảo rất hầu hạ, hiện tại đạm nguyệt đề hồn thú đã tiến vào đến trưởng thành, hắn thân hình mập mạp, dáng điệu thơ ngay chân thành. Nhiều như vậy đến yêu tộc quán niệm u hồn, nhưng lại đạm nguyệt đề hồn thú thích nhất đến thực vật. Nhưng thấy tốc độ nó nhanh như thiểm điện. Không ngừng mà mở cái miệng rộng, đem những này oán niệm u hồn nuốt chững tiếng trong bụng. Con thú này tuy nhiên sợ hãi nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng là giờ phút này là thiên lang thực ngày đến sơ kỳ, ánh mặt trời không phải rất mạnh, cộng thêm trên nhậm thương khung cố ý tại hắn trên người khoác lên một tầng da thú, ngăn cách ánh mặt trời, cho nên ảnh hưởng không lớn. Những kia yêu tộc đến oán niệm u hồn, vốn là cổ thập phần cường đại đến hồn oán khí, giờ phút này gặp đạm nguyệt đề hồn thú loại ngày này sinh khắc chế đồ đạc của bọn nó, vội vàng sung mặt chạy thục mạng. Có thể đạm nguyệt đề hồn thú giống như chỗ không người. Đại khẩu một mở, liền có không ít đến oan hồn bị hắn thôn phệ đến trong bụng. Hắn khẩu vị thật lớn, mà lại thập phần tham lam, cái này ma hồn sát trận trong đến ma hồn, chỉ là mấy hơi trong lúc đó, liền bị cắn nuốt đến thất thất bát bát. Cũng không lâu lắm, ăn rất no bụng đến đạm nguyệt đề hồn thú bụng lấy tròn vo đến cái bụng, lần nữa bay đến nhậm thương khung đến trước mặt ma hồn sát trận trong lại lại không bất kỳ một cái nào du hồn ngang a à, ngang a à. đạm nguyệt đề hồn thú tựa hồ còn chưa đủ cua thịt thịt đến tiểu móng vuốt phát ra kháng nghị nhậm thương khung mỉm cười yên tâm đi lần sau còn sẽ có bữa tiệc lớn cho ngươi ăn dứt lời hắn đem đạm nguyệt đề hồn thú thu nhập rồi trong không gian giới chỉ về phía trước bước ra vài bước ma trận đã không có oán niệm u hồn đến chèo chống cung cấp đánh mất trận phách trực tiếp bị bất hủ đế khí vừa xong mà tán ly long vương tử ngay ra như phỏng nhìn xem tổn hại đến đại trận tầm giống như là bị lấy hết giống như dùng ngàn tên đại thánh hợp lực tế lên đến ma hồn đại trận a cứ như vậy bị nhậm thương khung thả ra một đầu cổ quái thú con cho phá vỡ tình thế biến cố cực nhanh quả thực lại để cho hắn phản ứng không kịp bởi vì chèo chống ma hồn đại trận cần cường đại hơn máu huyết chèo chống giờ phút này ma trận phá vỡ tất cả đến yêu tộc đại thánh đô là sắc mặt tái nhợt khóe môi nhếch lên máu tươi nhìn về phía trên vẻ mặt đến chán nản nhậm thương khung ta liệu mạng với ngươi ly long vương tử rống to một tiếng hắn trực tiếp lộ ra bản thể biến thành một cái thân hình khổng lồ đến ngân lông toàn thân giống như tinh khiết bạc chế tạo hào quang rạng rỡ toàn thân sinh huy che đậy mặt trời uy thế mười phần nhậm thương khung nhìn cũng không nhìn bên người chính chui cổ cái hộp kiếm tự hành mở ra. Bắn ra từng đoàn từng đoàn sáng chói hào quang. Chính chui thiên la thần kiếm lơ lửng trên không trung, dùng quân lâm cửu thiên chi tư nhắm ngay ly long vương tử. Rống. Ngân long một tiếng trường rống, lao xuống xuống, ngân sắc đến long khẩu mở ra, một cổ sương lạnh chảy ra đổ xuống mà ra, nơi đi qua bất luận cái gì gì đó đều bị đông lạnh thành sương lạnh. Nhậm thương khung mặt không biểu tình, bước đi ở đằng kia sương lạnh trải tựu đến đường nhỏ trên chu vi cuốn đến kim sắc đế khí không ngừng mà đem sương lạnh hóa giải nhàn nhã dạo chơi như là chạy tại trên thế giới đến quân vương sau lưng của hắn đến kim sắc hai cánh chớp cả người liền là về phía trước thuấn di mấy trường cơ hồ trong chớp mắt tựu đi tới ngân long đến phụ cận hôm nay ta muốn trảm long lạnh lùng thoại ngữ vừa mới nói xong bốn phía lơ lửng đến chín chui thiên la thần kiếm bỗng nhiên bắn ra trực tiếp đối ly long vương tử đến long thân thể chém tới dùng nhậm thương khung hiện tại đến thần thức thao túng chính chui thiên la thần kiếm căn bản không ủng phí bao nhiêu đến khí lực bá cơ hồ chỉ ở trong chớp mắt ly long vương tử đến bản thân thể tự trực tiếp bị cắt trở thành chính đoạn đồng loạt ngã rơi xuống chỉ là một đánh ngân long vương tử chết nhậm thương khung vận dụng thiên la thần kiếm sức chiến đấu dĩ nhiên siêu việt thế gian đại đạo đỉnh phong căn bản không có cho ly long vương tử thi triển kéo dài tánh mạng long châu đến cơ hội trực tiếp đem chém thành chính đoạn hết cách xoay chuyển hai con ngươi tách ra hạp trong lúc đó quang mang màu vàng theo trong mắt vọt tới Long thân thể ào ào nổ bung cuối cùng nhất nhậm thương khung cũng không phá hủy ẩn chứa yêu đang đến đầu rồng mà là thân thủ tìm tòi đem thay đổi trong tay ly long vương tử chết các ngươi yêu tộc đã đại thế đã mất bọn ngươi còn không thúc thủ chịu trói nhậm thương không ngưỡng mộ yêu tộc, trên người là không hữu đế khí không ngừng mà khuếch tán, tiến hành uy áp. Người hoàng su thế đã đặt, yêu tộc đại quân không có chút nào bất luận cái gì đến chiến ý đáng nói. 12 thân vệ, chu tước vương cùng cái khác tam tộc vua bắt lấy cơ hội này, không ngừng chém giết yêu thánh, yêu tộc đến hạch tâm lực lượng dần dần bị sơi tái, bốn phía đến yêu tộc đại quân không có nhân số ưu thế, nhưng lĩnh quân nhân vật đã chết, đã không có bất luận cái gì chiến đấu đến nhậm thương khung tại đây chút ít yêu tộc đến trong mắt đã viễn siêu thần minh đến tồn tại các ngươi khống chế thế cục ta đi gặp lại thánh nguyên long vương nhậm thương khung dặn dò xong hắn bay đến sườn núi chính giữa một quyền đập vào sườn núi đến cổ động trên âm âm kim sắc đến huyết khí không ngừng mà cuồn cuồn xích tuyệt sơn lại sinh sinh bị nhậm thương khung cho nện mặt chứng kiến xích tuyệt sơn lộ ra cái kia cái vô ích u âm trầm đến cổ động không chút do dự nghi trực tiếp bay đi vào tiến lên trên đường nhậm thương khung không ngừng mà chém ra kim sắt đến hai đấm phách đạo trực tiếp mở con đường tìm kiếm thất yêu thần phong ấn chỗ nương tựa theo cường đại đến thần thức nhậm thương khung rốt cục tại một chỗ tìm kiếm được thánh nguyên lão long vương đến chỗ giờ phút này tại thánh nguyên lão long vương đến dưới chân cái kia tạo hình xưa cũ đến pháp trận đã đến hoàn thành giai đoạn phiền phức vô cùng đến độ trên bàn có thể sợ quan mang tại lập lòe. Thánh Nguyên Long Vương tiến lên nhận lấy cái chết. Nhậm thương khung một tiếng đại tiếu, trong tay đột nhiên đẩy dời đi hai cái cửu dương đại thủ ấn, trực tiếp đem sơn thể đánh xuyên qua, đánh tới hướng Thánh Nguyên Long Vương. Mặt Long Bào, đầu đội kim quang. Trên trán có một thẳng kim sắc sừng dài đến Thánh Nguyên Lão Long Vương nhìn cũng không nhìn nhậm thương khung liếc, trực tiếp đẩy dời đi một chưởng, chống lại nhậm thương khung đến cửu dương đại thủ ấn. Một trưởng kia, nhìn như thường thường không có gì lạ, đến phụ cận lại trở thành một cái cự đại đến long trưởng, trực tiếp đem cửu dương đại thủ ấn cho xé nát. Nhậm thương khung muốn bay đến phụ cận, lại ngạc nhiên phát hiện, bốn phía có một cổ cường đại đến cấm chế, làm cho mình không cách nào bay đến phụ cận. Này cổ cấm chế cường đại vô cùng, tự ngay cả mình đều không thể nói đi lập tức phá vỡ. Thánh Nguyên Long Vương, ngươi yêu tộc đại quân đã bị diệt còn muốn nghịch thiên tĩnh lại yêu thần nhậm thương khung cười ha ha tiến hành tâm lý công kích hôm nay ta nhậm thương khung chắc chắn giết ngươi chung kết ngươi tất cả tội ác tiểu nhi không biết nói ẩu nói tả mặc dù ta yêu tộc đại quân toàn quân bị diệt chỉ cần nên đón bảy đại yêu thần tổ tiên xuất thế ngươi đẳng nhân loại trong nháy mắt tan thành mây khói thánh nguyên long vương con mắt cũng không mở ra mồm mép cũng không có nhúc nhích thoáng một chút dựa vào thần thức truyền âm. Ha ha ha, đáng thương đến lão gia này. Long tử Long Tôn đã bị ta kể hết chém giết, còn làm lấy giữa ban ngày mộng. Nhậm thương không trực tiếp đem ly Long vương tử đến bản thể ngân Long đầu ném tới cấm chế đến bên ngoài. Lúc này, thánh nguyên Long vương mở to mắt, bắn ra một đạo tinh quang. Khi hắn chứng kiến ly Long vương tử đến đầu rồng sau, nhìn không được bi âm thanh hô to, ly Long ngô nhi một cổ phóng lên trời sát khí, phản phất không mở hóa đến vũ khí, theo thánh nguyên long vương đến đỉnh đầu tràn ra. Hừm hừ, nhân loại tiểu nhi, ngô nhi ly long mặc dù chết, nhưng hắn là vì thất yêu thần tổ tiên mà chết, chết có ý nghĩa. Đợi cho thất yêu thần xuất thế, lão phu người thứ nhất đem ngươi xé nát. Thánh Nguyên Long Vương rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy, tự điều chỉnh tốt tâm tính. Tiếp tục nhắm mắt lại, môi mấp máy, thúc dục đại trận là vâng đúng sao nhậm thương khung sâm lãnh cười thủ đoạn nhẹ nhàng chấn động rớt xuống cầu long vương tử đến thân hình theo không gian giới chỉ lăn đi ra giờ phút này cầu long vương tử dĩ nhiên tỉnh lại mặt mũi bầm dập đến hắn chứng kiến nhậm thương khung cùng phụ thân sau liền biết rõ chuyện gì xảy ra nhìn không được tiếng buồn bã liên tục phụ hoàng nhanh cứu ta nhậm thương khung một bả nắm chặt cầu long vương tử đem trúc kiếm gác ở trên cổ của hắn, thánh nguyên long vương, ngươi như không định chỉ động tác của mình, ta liền chém hắn. Ngươi sẽ không tưởng muốn chính mình tuyệt hậu a? À? Cầu long vương tử hù vong hồn đều bốc lên, hắn thay đổi nước mắt giàn dụa, nhậm thương khung, ta van cầu ngươi, không nên. Phụ hoàng, nhanh cứu cứu ta. Lão cửu, gọi về thất yêu thần trở về, chính là yêu tộc hạng nhất đại sự. Không nên trách phụ hoàng lòng dạ ác độc, chỉ cần bảy đại yêu thần bài trừ phong ấn phụ hoàng sẽ thay huynh đệ ngươi mấy người báo thù thánh nguyên lão long vương thanh âm run rẩy nhưng như cũ nhắm hai mắt đúng là đến nhắm mắt không nhìn phụ hoàng cầu long vương tử thanh âm vặn vẹo mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhậm thương khung lại trực tiếp tay nâng kiếm rơi cầu long vương tử đến chết không nhắm mắt đến đầu lâu trực tiếp lăn xuống trên mặt đất mang theo một tia oán hận nhìn xem thánh nguyên long vương nhậm thương khung một cước đem cầu long vương tử đến pháp thân bị phá hủy không để cho hắn kéo dài tánh mạng đến cơ hội thánh nguyên long vương thân thể nhẹ nhàng run rẩy trong nội tâm đối với nhậm thương khung hận ý ngập trời cả nhân loại này phải chết thánh nguyên long vương ngươi quả nhiên lòng dạ ác độc mà ngay cả con ruột đến tánh mạng đều bỏ qua không để ý nhậm thương khung ngữ khí xâm lãnh nhưng là hôm nay ta tuyệt sẽ không cho ngươi đến gian kế thực hiện được dứt lời, nhậm thương khung thúc sử xuất chính chui thiên la thần kiếm, đối thánh nguyên long vương bố trí xuống đến cấm chế một hồi mãnh liệt quanh. Răng rắc. Thánh nguyên long vương sắc mặt đại biến, thật không ngờ chính mình tỉ mỉ bố trí đến cấm chế tại nhậm thương khung đến phi kiếm công kích đến, lại vỡ tan đi ra vài đạo lỗ hổng. Cái này lỗ hổng rất nhanh lan tràn, giống như là mạng nhện giống như, mắt thấy muốn chống đỡ không nối. Uống. Thánh Nguyên Long Vương há mồm phun ra một ngụm thập phần tinh thuần đến Long tộc bổ nguyên khí rót vào trong đại trận. Đại trận giống như là trong nháy mắt sống lại giống như bình thường, thất sắc thần quan phóng lên trời, vô số thiên âm đánh, dù đảng trong động. Đại trận hội tụ thành làm một đạo nước lũ, không ngừng mà hướng dưới mặt đất hội tụ. Mà đại trận đến dưới mặt đất, giờ phút này chính yên tĩnh nằm khí khẩu ống ánh sáng long lanh đến cổ hồng quan tài, bị đại trận hội tụ tới lực lượng không ngừng mà trùng kích trên của hắn một cái to lớn đến thần đạo phong ấn phát ra sáng chói quan mang làm như không ngừng mà tại bị tan rã khanh khách lạc đại địa phía dưới truyền đến một loại làm cho lòng người quý đến đáng sợ thanh âm đó là yêu thần sắp xuất thế thanh âm nhậm thương khung tiểu nhi hôm nay muốn ta dùng ngươi thi thể để tế điện ngô nhi thánh nguyên long vương tức sùi bọt mép sau lưng tuôn ra từng đạo chân long khí phản phất trồng ngâm cửu thiên. Hắn bước nhanh đến phía trước, lao ra cấm chế hướng nhậm thương khung đánh úp lại. Thánh nguyên lão nhân, hôm nay ta liền cho ngươi đi dưới mặt đất cùng ngươi đến vài con trai đoàn tụ. Nhậm thương khung hào không sợ hãi, sau lưng đến kim sắc hai cánh phốc lóe lên một cái, hóa thành một đạo kim quang sông lên phía trước. Đỉnh phong đại chiến, hết sức căng thẳng. chương 745, Đạo Thần Quyết Đấu. Nhậm thương khung cùng Thánh Nguyên Long Vương một giao thủ, là được phán quyết sinh tử đến sát chiêu. Bọn họ đem hết toàn lực, không chỗ nào cố kỵ, chiêu thức đại khai đại hợp, hy vọng đưa đối phương cùng tử địa, càng nhanh càng tốt. Thánh Nguyên Lão Tổ, tung hoành vô tận hải lãnh thổ mấy ngàn năm, là thần giống như bình thường sự tồn tại. Một thân chân long khí công thủ gồm nhiều mặt, chính là làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật đến đáng sợ long hoàng mà nhậm thương khung nhưng lại tân tấn mới xuất hiện nhân loại đứng đầu giết yêu tiên phong hắn tuy còn trẻ tuổi nhưng là tu vi nhưng lại đáng sợ dùng vô số kiêu người đến giết yêu sự tích trở thành tứ đại châu cùng hoang mang đến liên minh thần tượng cái này hai cái một cái là nhân loại trong người hoàng tồn tại một cái nhưng lại yêu tộc trong yêu hoàng tồn tại loại này quyết đấu điên cuồng cuộc đời hiếm thấy. Oanh Vô tận đến hư không bị chấn nát, đèn nhánh đến hư không đại động trực tiếp đem sơn thể trong vô số nham thạch cho thôn vệ. Cái này nhất phương tiểu thế giới đã trở thành hai vị trí cường giả đến chém giết chiến trường. Chân lông trảm Thánh nguyên Long vương rống to một tiếng. Toàn bộ thân hình trực tiếp ngưng tụ thành một thanh xích hồng sắc đến yêu đao, khí thế rộng rãi bổ xuống. Nhậm thương khung không dám nắm lớn, Thuốc sử dụng chính chui thiên la thần kiếm hợp thành một thanh to lớn đến cự kiếm, ngang ngược đương trên không trung. Oanh! Chính chui thiên la thần kiếm do đó tán loạn ra, khôi phục bản thể, nhậm thương khung khóe miệng tràn ra tơ máu, hướng về sau thối lui ra khỏi ba lượng bước. Mà chui này xích hồng sắc đến yêu đao cũng theo đó tiêu tán, lộ ra thánh nguyên long vương đến bản thể. Chân long trảm, lại trảm. Thánh nguyên long vương bị trong lòng ngập trời oán hận chỗ lấy, cơ hồ lâm vào tẩu hỏa nhập ma đến hoàn cảnh, lập tức lại biến ảo đã trở thành một thanh còn hơn hồi nãy nữa muốn đáng sợ đến yêu đao chém xuống. Cái này chém, thiên địa thảm thiết khóc, núi sông biến sắc, nhật nguyệt vô quan. Cái này chém, coi như là thần quỷ đều muốn hóa thành dưới đao oan hồn. Răng rắc. Nhậm thương khung tránh cũng không thể tránh, từ trung gian bị trực tiếp chém thành hai khúc, thi thể phân biệt đảo hướng hai bên. Ha 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 ngô nhi vi phụ thay các ngươi báo thù thánh nguyên long vương tàn ung tùng cười to hai hàng huyết lệ nhưng lại chảy xuôi xuống nhìn về phía trên càng đáng sợ đây là nhập ma đến điềm báo thánh nguyên lão nhân ngươi hiện tại đàm báo thù có phải là hơi sớm nhậm thương khung quơ kim sắc thái dương chi dực tại trên bầu trời bao quát thánh nguyên lão tổ vẻ mặt đến hèn mọn coi thường làm sao ngươi thánh nguyên lão tổ đầy mặt khiếp sợ. Sau đó, hắn chứng kiến chết mất đến, nhậm thương khung lại hóa thành một bãi kim sắc đến chất lỏng, trùng tân tổ hợp, biến thành một cái khôi lỗi đến hình. Nguyên lai, vừa rồi đến trong lúc nguy cấp, nhậm thương khung dựa vào đại đạo khôi lỗi, trợ giúp chính mình đã trúng một đau kia. Thánh nguyên long vương thịnh nộ không thôi. Lần nữa đánh về phía nhậm thương khung, sau lưng có một con rồng hình đến hư ảnh, dương nanh múa vuốt không ai bị nổi, thuộc về chân lông nhất mạch đến sức chiến đấu, không ngừng mà kéo lên. Đem vài cái đại đạo khôi lỗi kể hết phóng ra, nhậm thương khung thi triển 12 bá vạn tượng phi đao. 12 đạo lưu quan tràn ngập các loại màu sắc đến phi đao, có đủ vạn vật biến ảo, giống như là ngân hà đổi chiều. Quy lực vô cùng. Rầm rầm rầm. Thánh nguyên lão Long Vương đến thân hình thập phần rất cao minh, vạn tượng phi đao đâm vào trên người của hắn, lại cũng vô pháp tạo thành mảy may đến thương tổn. Nhưng, nhầm thương khung đến bổn ý cũng không lúc này. Phụ hoàng, hài nhi chết tốt lắm thảm nột chậm rãi, nói chuyện. Ly Long vương tử đến đầu rồng đột nhiên lăng không mà đến. Phụ hoàng, ta hận ngươi, ngươi lại trơ mắt nhìn ta bị người chém giết. Ta vĩnh viễn hận ngươi. Cầu Long Vương tử chết không nhắm mắt chầm chầm vào Thánh Nguyên Long Vương. Phụ Hoàng, lại để cho hài nhi đến chút ngươi giúp một tay. Viêm Long Vương tử đến thân ảnh nghiêng đâm, chọt, trong giết ra. Do 12 bá vạn tượng phi đao huyển hóa ra tới Long tử, hư hư thật thật, phản phất là chân nhân tới gần giống như bình thường. Không ngừng mà nhiễu loạn thánh nguyên Long Vương đến tâm trí. Mà nhậm thương khung thì thừa lúc cơ hội này bay đến tỉnh lại phong ấn trận pháp trong, một quyền nền tới. Oanh! Nhậm Thương Khung đến thân hình bị một cổ cường đại đến lực đạo phản chấn đi ra, hắn cổ hồng một cái, nhổ ra một ngụm máu tươi. A! À. Thánh Nguyên Lão Tổ một tiếng trường rống, hắn triệt để lâm vào ma hóa, trực tiếp đem bốn phía đến ảo giác chấn vỡ. Nhậm Thương Khung đem mười hai bá vạn tượng phi đao thu trở về, như lâm đại địch nhìn về phía Thánh Nguyên Lão Tổ. Nhậm Thương Khung, ta cho ngươi chết! Thánh Nguyên Lão Tổ điên cuồng hét lên một tiếng lần nữa hướng nhậm thương khung đánh tới đang chạy vội đến trong quá trình thân hình của hắn đã biến thành chân long bản thể một cái hình thể khổng lồ đến thương long phóng lên trời đuôi dài nơi đi qua vô số đến tảng đá cho trút thành bột mình nhậm thương khung biết vậy nên áp lực cái này thánh nguyên lão tổ quả nhiên hung hãn kỳ thực lực vượt qua xa mấy cái long tử có khả năng bằng được để niệm trảm hướng về sau lui bước vài bước nhậm thương khung đôi mắt khép kín một đạo kim sắc đến khủng bố quan nhận theo trong mắt kích động ra, hung hăng hướng thương long chi thân thể đánh đi qua. Rống. Thánh nguyên lão tổ trực tiếp nhổ ra một ngụm chân long thương viêm, đem đạo này thần thức biến thành đến đế niệm trảm cho sinh sinh chôn vùi. Trầm thấp trích gào một tiếng, cực lớn đến thương long thân hình, hướng nhậm thương khung nghiền áp xuống tới. Nếu là bị cái này đáng sợ long thân thể đụng vào, mặc dù đại đạo điên phong cường giả đều nuốt hận, thánh nguyên lão tổ, dù sao cũng là nửa thanh thân thể bước vào đạo thần đến tồn tại. Chứng kiến thương long chi thân thể phách đạo cực kỳ, nghiền áp chi tư không thể lực khiên, nhậm thương khung thân thủ ném ra một khỏa kim sắc kim loại cầu. Thần thức trong nháy mắt phúng dũng ra. Một cái màu vàng kim đến cực lớn lưu kim khôi lỗi từ không trung nhảy đi ra, thân hình khổng lồ, vĩ ngạn giống như viễn cổ cự nhân. Hai mắt giữa mang theo một cổ hung hãn đến hung ác sức lực, cơ hồ là không chút do dự hành hương nguyên lão tổ đến long thể sông tới đi qua phanh cường hãng giống như thánh nguyên lão tổ đến long thể lại không bị khống chế bị cái này va chạm sức lực trực tiếp đụng lệch ra đến một bên đụng nát bên đến vách tường đạo thần hạ bộ người chính là thần cấp lưu kim khôi lỗi sức chiến đấu tương đương với chính thức đến hạ bộ nhân thần chính là danh xứng với thực đến đạo thần cường giả há lại thánh nguyên lão tổ có khả năng chống lại đến Lưu Kim khôi lỗi một bước là được hơn 10 trượng xa, cao cao nhảy lên, sau khi rơi xuống giấc hai đấm mảnh liệt nện, thần đạo lực lượng bỗng nhiên bắn ra, nhất tề tác dụng tại thánh nguyên lão tổ đến long thân thể trên. Ngao ô! Thánh nguyên lão tổ thống khổ kêu trên, cái này thần đạo lực lượng thiếu chút nữa đem yêu đang chấn vỡ, quả thực đáng sợ. Nhậm thương không dùng thần thức khống chế, cùng lưu kim khôi lỗi cơ hồ đạt thành ăn ý đến thống nhất cái này đạo thần hạ bộ người chính là thần cấp lưu kim khôi lỗi phản phất là hắn đến một tôn phân thân. Thông qua thần thức điều khiển, làm cho nhậm thương khung như tự mình chiến đấu giống như bình thường. Cực lớn tay trưởng trực tiếp túng ở thương long đến kim sắc sừng, lưu kim khôi lỗi giống như là mang theo phá bố gói to giống như, đem thương long đến thân hình cao cao cầm lên, sau đó nặng nề mà quẳng xuống, giống như tại nện bao các đồng dạng. Thánh nguyên lão tổ hấp hối, bị lần này mang không nói đạo lý quán ngã thân là chân long nhất tộc long vương đến tôn nghiêm đã sớm phá thành mảnh nhỏ rống dùng hết toàn thân khí lực đem lưu kim khôi lỗi đẩy lui vài bước thánh nguyên lão tổ đến long khẩu đột nhiên nhổ ra một khỏa hiện ra thất thải thần quan đến long châu cái này khỏa long châu có thần lực chấn động cơ hồ lóng lánh làm cho người ta mắc mở không ra nhậm thương khung trong nội tâm hoảng hốt vội vàng nhắm mắt lui bước vài bước để tránh bị này long châu đến thần quan cho đâm bị thương hai mắt. Long thần ở trên, nay dùng chân long nhất tộc đến vô thượng long châu tên. Thỉnh ban cho ta thần đạo lực lượng. Thánh nguyên lão tổ mở miệng. Liên tiếp đến long tộc mật ngữ pháp chú âm tiết không ngừng mà đụng vào viên này long châu phía trên. Sau đó, thánh nguyên long vương đem nuốt vào trong bụng, thân hình lần nữa tăng vọt, cơ hồ cả tòa mật thất đều không thể nhồi vào hắn đến long thân thể không chỉ có như thế, Thánh Nguyên Long Vương đến hai mắt tách ra hạp trong lúc đó, thậm chí có hư không tan vỡ ánh sáng, cái này rõ ràng cho thấy đạo thần cường giả mới có thể có được đến lực lượng. Nhậm Thương khung trong đội tâm ngạc nhiên, cái này Thánh Nguyên lão Long Vương rốt cuộc thi triển đến là cái gì bí thuật, lại có thể mượn nhờ Long Châu đến lực lượng bước vào đạo thần cảnh giới. Bất quá, hạ bộ người chính là thần cấp Lưu Kim khôi lỗi lại không chỗ nào sợ hãi, như trước không chút do dự vọt tới vung lên kim sắc đến cự quyền muốn sinh sinh đánh nát long thân thể thánh nguyên lão tổ mượn nhờ bổn mạng long châu sức lực tấn chức đạo thần cảnh giới sau sức chiến đấu tiêu thăng cơ hồ giơ tay nhất chân thì có hủy thiên diệt địa đến năng lượng mà bổn tộc chân long khí càng thập phần đáng sợ cổ tay có thể hóa thành vô số đến đạo thần công kích nhưng là hạ bộ người chính là thần cấp lưu kim khôi lỗi rốt cuộc là để hào lão tiền bối đến tâm huyết chi tác há lại thánh nguyên lão Long Vương có thể đơn giản phá vỡ đến. Trong lúc nhất thời, chiến đấu ngược lại thành đạo thần cấp bậc chính là quyết đấu. Đạo thần quyết đấu, tất nhiên là kinh thiên động địa. Cả tòa xích tuyệt sơn cơ hồ đều bị bị phá hủy một nửa. Nghe nói trong động đến chiến đấu tiếng vang trung trời, chu tước vương bọn họ cũng là ẩn ẩn lo lắng, nhìn không được ngẩng đầu nhìn hướng thiên vô ích. Lúc này trời lan thực ngày đã hoàn thành hơn phân nửa, cả mặt trời chỉ có một đinh điểm nguyệt nha nhi đến hình. Âm sát khí bắt đầu ở nhân gian tứ lướt. Nhậm thương khung cũng thập phần lo lắng, nếu như không thể phá vỡ cái này giải trừ phong ấn đến pháp trận, mặc dù chém rụng thánh nguyên long vương cũng không có bao nhiêu đến tác dụng. Mặc cho thương khung tiểu tặc, người đi chết. Thánh nguyên lão tổ lại bỏ ở không cùng lưu kim khôi lỗi triền đấu. Mà là rồi đột nhiên quay đầu đánh về phía nhậm thương khung hai con cực lớn đến thương long chi trảo từ trên trời giáng xuống cơ hồ có thể đem vòm trời xé rách mang theo vô tận thần lực cưỡng chế dưới xuống mặt đất không chịu nổi đáng sợ như vậy đến địa nói nói lại sinh sinh dưới mặt đất hãm sâu vài chục thước oanh nhậm thương khung theo khói bụi trong bay ra trong tay hắn chính chui thiên la thần kiếm phóng lên trời bắn về phía thánh nguyên lão tổ rầm 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 thánh nguyên lão tổ quả nhiên rất cao minh đơn giản chỉ cần dùng chân long thần khí, đem chính chui đế la thần kiếm nhất nhất đánh lui. Lưu Kim khôi lỗi lại lao đến, hắn huy vũ nâng kim sắc đến hai đấm, mạnh hành hương nguyên lão tổ đến long bụng đập tới, trực tiếp đem đánh bay hơn 10 trường xa. Nhậm thương không bắt lấy cơ hội này, đem chính chui thiên la thần kiếm vứt bay ra ngoài, cho đến càng phát ra diêm dúa lẳng lơ đến pháp trận vị trí trung tâm. Không. Thánh nguyên lão tổ tâm thần trung mạnh, hoàn toàn không để ý lao xuống xuống dưới, muốn nương tựa theo long thân thể, thay pháp trận ngăn lại thiên la thần kiếm đến công kích. Ai từng nghĩ đến, ngày đó la thần kiếm còn bay đến mắt trận đến vị trí, một cổ yêu sát khí phóng lên trời. Đem đánh bay. Liền vừa lúc đó, thiên trạch tiểu thế giới biến thành một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Thiên lan thực ngày dị tượng, triệt để hoàn thành. Trận pháp không ngừng mà đem lực lượng rót vào dưới mặt đất theo lạc ấn nghiêng đến bảy khẩu cổ hầm quan tài phía trên đến phong ấn đồ trên, yêu sát khí theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, trực tiếp chui vào trong đó. Phanh Cổ hầm quan tài trên đến phong ấn đồ chính thức chôn vùi, bảy khẩu cổ hầm quan tài đến cái nắp tự động tung bay, vô tận yêu sát khí không ngừng hướng trong quan tài. Để nhất khẩu trong quan tài Một đôi đáng sợ tay trưởng đỡ hầm quan tài bên cạnh, chậm rãi đứng dậy. Ha ha ha, phong ấn rốt cục phá vỡ, nguyên thánh cung nên chư vị yêu thần lão tổ trở lại nhân thế. Thánh nguyên long vương hóa thành nhân thể, phủ phục trên mặt đất, vẽ mặt thành kính. Chương 746, Yên thần lâm thế. Thiên lang thực nguyệt lúc, chính là thiên trạch tiểu thế giới âm khí tối thịnh mà dương khí nhất suy kiệt lúc, bảy đại yêu thần đến phong ấn bị thánh nguyên long vương đến huyền ảo trận pháp đem triệt tiêu nhị tục hồng lâu ngọc thủy duyên toàn bộ phương độc cổ hầm quan tài trên đến phong ấn đồ bị phá trừ bảy khẩu cổ trong quan truyền đến dị động Keng két két để nhất khẩu cổ hầm quan tài duỗi ra cái kia đôi thủ trưởng đèn nhánh mà lại tỏa sáng đỡ đến quan tài bên cạnh bên trong đến yêu thần chi thân thể chậm rãi đứng dậy yêu sát khí phóng lên trời Bốn phía đến nhiệt độ chợt hạ xuống, lạnh đến người đến trong xương tủy đi. Thánh Nguyên lão Long Vương lòng tràn đầy cuồng hỷ, phủ phục trên mặt đất, thành kính nghênh đón yêu thần đến trở về. Nhậm Thương khung nhưng lại mặt mũi tràn đầy đến đề phòng, cổ trong quan truyền đến một cổ lớn lao đến áp lực, cần vận chuyển bất hủ đế khí quyết lúc này mới có thể đủ tới chống lại. Yêu thần chỗ phát ra đến khí thế, quả nhiên đáng sợ, làm cho lòng người quý. Chẳng lẽ đây là đạo thần cường giả phóng thích đến đạo thần uy áp sao? Bất quá cùng lão Long Vương đến quỳ bái so sánh với. Nhậm thương khung nhưng lại nghiêm nghị mà đứng, hắn đem trường kiếm thả lỏng phía sau, vẽ mặt đề phòng, bốn phía bao vây lấy kim sẽ là không hữu đế khí, không ngừng triệt tiêu đáng sợ kia đến đạo thần uy áp. Bất hữu đế khí chính là thượng cổ ngũ đại thần điển một trong, hắn khí phách cùng ngạo khí, chú định rồi hắn không có khả năng hướng uy nghiêm khuất phục dù là đối phương là một tôn thượng cổ yêu thần đều không được. Không tòng phạm vì bị cưỡng bức, không khuất phục, không thỏa hiệp, không buông bỏ, chính là bất hủ đế khí di nơ tủy đến một bộ phận. Cho nên, nhậm thương khung ngạo nghệ đứng thẳng. Giống như là một gốc cây đỉnh thiên lập địa đến thanh tùng, ngông nghênh bong bong, lại phản phất bổ ra thời đại hỗn loạn đen tối đến một thanh lợi kiếm, có can đảm khiêu chiến hết thảy ý đồ áp đảo hắn phía trên đến quyền uy. Sau đó, một cái thân hình cao lớn, giống như là giống như núi cao đến lão giả theo trong quan mộc đứng dậy. Hắn hai con ngươi như điện nhìn về phía bốn phía, sau lưng ẩn ẩn có một tôn thượng cổ cự tượng đến hư ảnh dị tượng. Vạn bối chính chân long nhất mạch đến thứ 19 thay mặt truyền nhân Thánh Nguyên, cùng nên cao ngất lão tổ xuất thế. Thánh Nguyên lão tổ phủ phục trên mặt đất. Khuôn mặt thành kính phản phất quay mắt về phía một cái cao cao tại thượng đến quân vương. Từng lão phu đang ngủ say bao nhiêu năm. Cao ngất lão tổ lạnh lùng mở miệng, lời nói giống như tiếng sấm liên tục đồng dạng kích động trong huyệt động, bốn phía đến nham bích không ngừng mà bị cái này sóng âm oanh thành bột mịn. Nhậm thương khung mặt sẽ tái nhật. Cái này cao ngất lão tổ thật là đáng sợ, chỉ là mở miệng nói chuyện, liền có thể có được đáng sợ như thế đến lực phá hoại. Như thế xem ra, Thường cổ yêu thần đến uy danh, quả nhiên không phải hư danh nói chơi Hồi bẩm cao ngất lão tổ Đã qua gần trăm vạn năm Thánh Nguyên Long Vương ít dám nhìn thẳng cao ngất lão tổ Đầu lâu buông xuống Kinh sợ Trăm vạn năm Bất quá một giấc chim bao Cao ngất lão tổ thì thào tự nói Sau đó đối một bên đến sáu khẩu cổ hòm quan tài nói Chư vị, đã đại thế không thể tránh né làm gì còn muốn đang ngủ say xuống dưới khanh khách lạc lão bổn giống như một trăm vạn năm đại mộng mới ngủ tỉnh trọng trái lười thanh tỉnh thanh tỉnh ý nghĩ cũng không được bên cạnh một ngụm cổ trong quan truyền đến trận trận nữ nhân đến kiều tiếu thanh âm này như là có thêm một cổ khiếp người tâm hồn đến ma lực làm cho người ta nhịn không được khí huyết cuồn cuồn hoang mang lo sợ nhậm thương khung trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị cái này yêu nữ đến thần niệm quả nhiên cường đại, chỉ là trải rác vài nói lại mang theo mị hoặc tâm trí đến yêu lực, nếu không có bất hữu đế khí ngăn cản, đổi lại người khác sợ sớm đã bị đoạt tâm trí. Tùy ý bài bố Một cái thân thể thước tha đến nữ tử theo cổ trong quan lười biến đứng dậy, thật dài duỗi lưng một cái, non thông giống như bình thường đến cánh tay ngọc trắng noãn tỏa sáng, một tấm vũ mị đến mức tận cùng đến khuôn mặt cực kỳ khiêu khích. Chỉ là cái cầm có chút dài nhọn, không giống nhân loại có khả năng có được. Nàng đứng dậy uống éo, phản phất quanh thân không có một khối đầy đủ đến xương cốt. Phong rờ phong eo, cơ hồ có thể làm cho chỗ có nam nhân đều huyết mạch phun trương tắm. Nhậm thương khung mắt hổ nhìn về phía thân hình như thủy xà đến yêu mị nữ tử, trong nội tâm càng nhiều mấy phần phòng bị. Nghĩ thầm cô gái này một khi đi ra ngoài, cần phải biết mị hoặc chúng sinh. Nhân loại những kia cường giả. Đều không cần đánh, một cái nhăn mày một nụ cười, là được tâm hồn mất hết, chấp tay đem xình mệnh đưa lên. Ồ, cả nhân loại này tiểu oa nhi ngược lại có ý tứ. Tinh ban lão tổ có chút kinh ngạc. Nàng thân là một tên viễn cổ xà yêu, tu luyện đến chính là mị công, vô luận yêu hay là người, tại nàng mị công hạ cũng không có may mắn thoát khỏi, khó có thể tự giữ. Trước mặt cả nhân loại này tiểu tử, hai mắt thanh tịnh như nước, xem ra tâm trí kiên định, lại không chút nào thụ nàng mỹ công ảnh hưởng, thật sự vượt quá tinh ban lão tổ đến ngoài ý liệu. Cung nghênh tinh ban lão tổ trở về. Thánh Nguyên Long Vương nhìn thoáng qua, tâm thần rung mạnh, không dám ngẩng đầu lại nhìn, sợ mình đến đạo tâm nâng gần sống. Suy giảm tới bản nguyên. Tinh ban lão tổ, ngươi đang ngủ say trăm vạn năm, xem ra mỹ công có chỗ giảm xuống A. Như thế nào liền một nhân loại búp bê đều không làm gì được rồi ba ngụm thần bí cổ hồng quan tài ào ào có yêu thần đứng dậy. Nói chuyện yêu thần tóc rậm rạp vô cùng, tóc cùng cầu nhiêm hợp thành một mảnh, mang theo một cổ bỏ ta hắn ai đến khí phách, sau lưng có một chỉ kim mau cùng sư đến cực lớn hư ảnh. Thông thiên lão tổ, ngươi là xem thường tiểu muội đến mị công lạc. Tinh bang lão tổ cười, quyến rũ, thật dài đầu lưỡi giống như là lưỡi giống như bình thường nhổ ra, liếm liếm môi. Càng cụ mị thái trêu đùa nhậm thương khung. Tinh ban lão tổ đến trong mắt, bắn ra một đạo kiều diễm đến sóng mắt, cái này sóng mắt hết sức kỳ lạ, lập tức hóa làm một người ý niệm trong đầu, làm cho nhậm thương khung đến trước mắt, xuất hiện một bộ sóng sinh hương đến giảng hòa hình ảnh. Cái này giảng hòa trong tấm hình, có vô số toàn thân không đến sợi nhỏ sa mỏng đến nữ tử, tất cả đều là khuynh quốc khuynh thành chi tư, hàm kiều ý dương loại, vây quanh ở nhậm thương khung bốn phía, oanh oanh yến yến, tay chân cùng sử dụng tiến hành trêu chọc, hết sức phóng đảng khả năng sự tình. Trang diện nóng nảy, cơ hồ khiến người khó phân biệt thiệt giả hoặc cái yêu tinh trước mắt lão bà chương mới nhất. Nhậm thương khung lông mày nhẹ trao lại, biết rõ đây là tinh bang lão tổ đến thần niệm công kích, nếu là bị nàng câu dẫn hồn phách không kềm chế được lời của, tất nhiên sẽ bị xà yêu kia ăn cặn đều không thừa. Bất hủ đế khí tự hành vận chuyển lại, nhậm thương khung cảm giác linh đài một mảnh thanh minh, hai con người ánh vàng rực rỡ giống như ti chớp, trực tiếp khám phá vô căn cứ, đạo tâm cứng rắn như sắt, lưỡi chói lọi hoa sen, quát to một tiếng, yêu ma quỷ quái, phá. Những này thần niệm hư ảnh. Bị cái này vừa quát sức lực, đều quét ra. Tinh ban lão tổ ngươi càng sống càng quay đầu lại, liền cái thiếu niên búp bê đều làm cho không ổn, ha ha. Một bên đến một cái hai tay giống như hạt ngao đến nam tử, cùng với cái khác lưng cộng nam tử ao ao cười nói. hư chỉ là tiểu oa nhi, tâm trí chẳng lẽ lại còn có thể sánh vai đạo thần cảnh giới không thành. Tinh bang lão tổ tức giận hừ một tiếng, một đôi rắn nước cánh tay nhẹ nhàng dương động, dường như muốn trực tiếp nhậm thương khung ra tay. Một bên cổ hồng quan tài đã có cái thanh âm truyền đến, tinh bang lão tổ, làm gì cùng nho nhỏ nhân loại đưa khí. Chú ý chọc tức ngươi trương mỹ nhân mặt, cái này có thể thật lớn không ổn. Lần này theo cổ trong quan đi ra yêu thần đến nhưng lại sau lưng mọc lên thịt cánh đến long tộc yêu thần, hắn một đầu kim tóc dài rối tung, nhìn về phía trên oai hùng bất phàm, khí vũ hiên ngang. Thánh Nguyên cung nên Dực Long lão tổ trở về. Thánh Nguyên Long Vương trong nội tâm cuồng hỉ, cái này Dực Long lão tổ chính là bọn hắn trong tộc đến vô thượng tồn tại, từ nay về sau chân long nhất tộc như muốn tiếp tục xưng bá vô tận hải lãnh thổ, hoàn toàn muốn dựa Dực Long lão tổ đến phúc ấm. Từng ngươi gọi thánh nguyên là một sừng lão tổ đến thứ 19 thay mặt tử tôn. Dực Long lão tổ nhìn thoáng qua thánh nguyên Long Vương. Bất kể thế nào nói đi, một sừng lão tổ lúc trước cùng ta cũng là sinh tử bạn tri kỷ, đều là Long tộc, bản lão tổ biết bảo toàn ngươi chân Long nhất mạch trường thịnh không suy. Thánh nguyên đa tại Dực Long lão tổ. Thánh nguyên Long Vương như nghe thấy tiếng trời, cũng quyết dập đầu đi nâng đại lễ. Liền tại lúc này cuối cùng một ngụm cổ hầm quan tài cũng phát ra dị động. Truyền đến trận trận sàn sạc động tĩnh, cái này động tĩnh, lập tức tác động cái khác yêu thần đến thần kinh. Lúc trước sống lại đến lục đại yêu thần lập tức thu liễm nâng tâm tình của mình, biến thành một bộ tất cung tất kính đến bộ dáng. Bọn họ cúi đầu đứng thẳng, không dám nhiều lời. Nhậm thương khung trong lòng lẫm nhiên, bởi vì hắn có thể cảm giác được tại cuối cùng một ngụm trong quan tài tràn ra đến yêu sát khí chính là bảy đại yêu thần trong nhất nồng hậu, cường đại đến uy áp phát ra ra, tự ngay cả mình là không hữu đế khí cơ hồ đều có cầm giữ không được đến cảm giác. Người này đến tu vi, ít nhất là đạt đến trung bộ chân thần đến cảnh giới. Nhậm thương không lập tức làm ra phán đoán, có thể làm cho chính mình thần niệm đều cảm thấy không cách nào ngăn cản, cái này sắp xuất thế đến yêu thần, tối thiểu nhất cũng là trung bộ chân thần đến tu vi. Chúng ta cung nghênh ma yết lão tổ trở về. Lục đại yêu thần ào ào chắp tay, ngữ khí khiêm cung. Một tên da mặt nếp mây như là cây già da đến lão giả theo trong quan mộc đứng dậy. Vị này yêu thần dưới trán có một sợi râu bạc trắng, dáng người thấp bé còng xuống. Đỉnh đầu một đôi sơn dương sừng, cầm trong tay một cây xưa cũ đến quyền trượng. Tuy nhiên nhìn về phía trên hắn mạo xấu xí, nhưng là lão giả mí mắt tách ra hạp giữa, sẽ làm người có gan thiên địa diễn biến, nhật nguyệt chìm rơi đến tan thương biến thiên lỗi giác, thật là huyền diệu. Một trăm vạn năm cứ như vậy ngủ quá khứ trôi qua. Còn tưởng rằng cái thanh này lão già khòm muốn triệt để an nghỉ rồi sao? ma ít lão tổ tự dễu cười. Mặt mũi tràn đầy đến nếp mây tách ra, tự như đóa nở rộ đến cây hoa cúc. Ai? Hậu bối, ngươi cái này một mạo hiểm tiến hành, lại không biết là phúc hay là họa a. À. Ma Yết Lão Tổ nhìn về phía Thánh Nguyên Long Vương, sâu kín thở dài âm thanh. Cái này âm thanh thở dài, nhưng lại bao hàm trăm vạn năm đến lịch sử bụi bậm làm cho người ta nghe thấy chi buồn vô cớ. Thánh Nguyên Long Vương mặt tái nhợt, vội vàng nói, Ma Yết Lão Tổ, vạn bối hao hết thiên tân vạn khổ, vì chính là lại để cho bảy vị Lão Tổ trở về. Trọng chấn yêu tộc thần uy thánh nguyên một mảnh dụng tâm có thể chiêu nguyệt ma yết lão tổ ngài cũng chớ trách tội cái này thánh nguyên tiểu long cũng là xuất phát từ một mảnh hảo tâm nói cách khác chúng ta khả năng đời này vĩnh viễn đang ngủ say đi xuống lại không có cơ hội hô hấp thiên trạch tiểu thế giới đến tốt không khí a à. dực long lão tổ an ủi thánh nguyên long vương chính là hắn bạn thân hậu đại tự nhiên là phải giúp hắn nói đi nói tốt là vâng đúng a à ma yết lão tổ, nếu không có cái này nguyên thánh vãn bối, chúng ta khả năng cả đời không cách nào đi ra trong lúc này. Tinh bang lão tổ cười khanh khách nói. Cái thanh này lão già khọm khả năng do đó phế đi. Nghe vậy, ma yết lão tổ nhẹ gật đầu, các ngươi nói đi đến đã ở để ý, lúc trước chúng ta rình đến cái kia ảo diệu, không tiếc mình phong ấn, vì chính là được tránh né tai nạn. Nhưng, hôm nay đã một trăm vạn năm qua đi, chúng ta như hay là một mặt tránh né, chỉ sợ cũng không phải biện pháp. Nên tới, tóm lại sẽ đến. Phút này họa này, đều có định số, tối tâm trong tự có việc bận. Dứt lời, mà ít lão tổ mí mắt có chút rũ xuống rơi, đợi cho hắn lần nữa mở ra thời điểm nhưng lại ra một đạo kim quan, nhìn về phía nhậm thương khung, nhân loại tiểu oa nhi. Nhậm thương khung kinh hải mất, này cổ thần niệm uy áp cũng không phải là hắn có khả năng chống cự vội vàng lui về triển khai kim hai cánh ngược lại lướt đến trăm ngoài mười trường. Tại nhậm thương khung vừa rồi chỗ đợi đến vị trí, một đoàn hư không chôn vùi, biến thành đen kịt đến đại đồng. Vốn là ma yết lão tổ đến thân hình đột nhiên mơ hồ, đợi cho nhậm thương khung lần nữa trông thấy ma yết lão tổ thời điểm, đối phương cũng đã đứng tại trước mặt của mình. Không gian thuật Thuấn Di Nhậm thương khung trong nội tâm hoảng sợ, nguyên lai cái này mà ít lão tổ lại nắm giữ không gian xuyên thẳng qua phương pháp. Không dám khinh thường, nhầm thương khung đôi mắt ra một đạo kim quang, để niệm trảm đột nhiên bạo ra. Đạo kim quang, mang theo bàn bạc bà khí nộ mà đi, nhưng mà ít lão tổ lại nhẹ nhàng mà phất tay, hai ngón tay nhẹ nhàng mà đem kẹp lấy, đầu ngón tay rung lên, cái này để niệm trảm đến thần niệm sẽ theo phong mà tản. Nhân loại tiểu tử, ngươi ngược lại tu vi không tầm thường. Tuổi còn trẻ, lại có thể đem thần niệm rèn luyện đến như vậy trình độ. Mà yết lão tổ ngữ nhanh chóng thông thả, các ngươi nhân loại. Lúc nào mạnh như vậy rồi? Chương 747, Thường Cổ Đạo Thần Nhậm thương khung cảm giác được một cổ trước nay chưa có áp lực đánh úp lại, mà yết lão tổ cũng không hiện núi sương sớm, nhưng một cổ đáng sợ đến yêu khí lại đem của mình tất cả đường lui chặt đứt, tự hồ một tấm vô hình đến lưới vung ra, lại để cho nhân không cách nào đào thoát dị giới đại mạo hiểm. Cục diện bây giờ, đã tránh cũng không thể tránh. Nhân loại từ xưa truyền thừa đến nay, hương khói không ngừng, đều có sinh tồn chi đạo. Nhậm thương khung thần không kiêu ngạo không xỉn nịnh, lại cũng không sợ. Mặc dù đối phương đến tu vi cường thịnh trở lại, muốn cho tu luyện bất hủ đế chọc giận hắn khuất phục, tuyệt không khả năng. Nhân loại tiểu oa nhi khẩu khí cũng không nhỏ. Ma yết lão tổ mỉm cười, như là gặp cái gì vui sướng việc, cây khô đồng dạng đến khuôn mặt giống như gặp trời hờ nợ giống như bình thường. Bất quá, nhậm thương không có thể cảm giác được, ma yết lão tổ yêu khí co rút lại tự nhiên, tùy thời đều có thể đem có thể cho mình một kích trí mạng. Nhậm thương khung đã truyền âm cho tiểu bạch, chỉ cần tình huống không đúng, cũng chỉ có thể tế ra lưu kim khôi lỗi dây dưa, sau đó mang theo 12 thân vệ, lập tức bước ra tiến vào đế hào trong không gian mặc dù đối phương là trung bộ chân thần đến tu vi. Cũng tất nhiên làm gì được hắn không được, nhầm thương khung có như vậy đến tự tin. Ma yết lão tổ, cái này nhân loại tiểu tặc tên là nhầm thương khung, ba lần bốn lượt xấu ta chuyện tốt, tàn sát yêu tộc. Của ta vài con trai, đều mệnh tan khi trong tay hắn thánh nguyên long vương vẻ mặt bi phẫn nếu không phải thánh nguyên chuẩn bị thỏa đáng lấy cái chết tương bác cam đoan đại trận đến mở ra chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ lần này cởi bỏ phong ấn đến cơ hội còn phải đợi trên mười vạn năm hơn nữa kẻ mà tuổi còn trẻ nhưng không biết được cái gì truyền thừa một thân tu vi có thể so với đạo thần giả dùng thì rì chắc chắn là bảy vị lão tổ đến trong lòng họa lớn a à, còn có việc này Ma Yết Lão tổ ánh mắt trùng mình, bất kể thế nào nói đi, nhân loại cuối cùng là yêu tộc đến thiên địch, giết nguyên Thánh Long Vương đến nhi tử, bọn họ chưa hẳn đồng tình. Nhưng nghe nói đi cái này tuổi trẻ nhân đem mới có thể trở thành họa lớn trong lòng, thân là thất yêu thần chi thủ, ẩn ẩn nhưng lại động sát ý, nguyên Thánh Lão Long, người dung túng yêu tộc phạm tai nhân loại gia viên, lạm sát kẻ vô tội, giết hại sinh linh, đi ngược lại, thiên đạo khó chứa chẳng lẽ ngươi giết được ta nhân loại? Ta lại giết không được ngươi vài con trai không thành. Tuy nhiên tình cảnh nguy hiểm, nhậm thương không khí thế nhưng lại không kém. Không biết nguyên nhân gì, vốn là thần sắc khinh miệt hèn mọn đến bảy đại yêu thần, chứng kiến nhậm thương khung toàn thân phát ra cái kia loại khí chất, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Kẻ mà trên người ẩn chứa đến khí chất, mạnh là so với bọn hắn trăm vạn năm trước cái kia chút ít nhân loại đạo thần cường giả, còn càng vài phần vĩ đại kể cả ma yết lão tổ đều là âm thầm động dung nhân loại tiểu oa nhi khẩu khí thật lớn so với kia bốn lão bất tử khẩu khí còn cuồng vọng tin ban lão tổ bởi vì lúc trước việc đối nhậm thương không có chút ít ghi hận không biết tiểu nhi ta thôn yêu lão tổ muốn tiêu diệt ngươi giống như bóp chết một con kiến thôn yêu lão tổ khí thế thao thiên đạo thần uy áp cuồn cuộn mà đến Thánh Nguyên Long Vương trong nội tâm mừng thầm, nếu như mượn nhờ bảy đại yêu thần chi tay diệt sát nhậm thương khung, chẳng những thay yêu tộc trừ đi một cái đại hại, nhưng lại có thể thay vài con trai báo thù, có thể nói nhất cử tính ra. Nhậm thương khung o ai nhậm thương khung, tại bảy đại yêu thần trước mặt, nhìn ngươi còn kiêu ngạo. Thánh Nguyên Long Vương nhìn có chút hả hê. Trong mắt tách ra khoái ý quan mang. Các ngươi yêu tộc quả nhiên vĩnh viễn là điểm này tiền đồ nhậm thương khung người đang ở hiểm cảnh tác xình là lưu manh rốt cuộc yêu tộc đại quân xâm lấn ta nhân loại gia viên dựa vào nhân đến dùng nhiều xúc phạm mà các ngươi thân là đường đường thượng cổ yêu thần đối đãi ta một người tuổi còn trẻ hậu bối cũng muốn tiến hành vây đánh đây cũng là các ngươi yêu tộc đến tác phong trước sau như một sao thật sự lại để cho nhân cười đến rụng răng a à. bảy vị lão tổ đều là mặt già đỏ lên rốt cuộc là trăm vạn năm trước đến lão quái bị một cái hậu bối như vậy ép buộc cái đó sợ không phải sự thật loại chuyện này nói ra cũng không nên nghe a à. trong lúc nhất thời bảy đôi mắt con ngươi trừng mắt nhầm thương khung các loại ác niệm ung ung kéo đến nguyên một đám mạnh nhưng đều nghĩ đến muốn như thế nào hành hạ đến chết nhầm thương khung ma yết lão tổ mí mắt dưới đến đục ngầu hai mắt chuyển động cái này nhân loại thiếu niên tuy nhiên tuổi trẻ nhưng là một thân kim sắc đến khí huyết lại càng thịnh cường tráng chính là chính cống đến thuốc bổ nếu là có thể đủ bắt giữ kẻ mà, thôn phệ hắn máu, chỉ sợ chính mình nhiều năm như vậy đánh mất đến tu vi có thể rất nhanh khôi phục. Một nghĩ đến đây, mà ít lão tổ liền muốn muốn mở miệng lên tiếng, đã định cái này khối thịt béo. Mà vào thời khắc này, trong đồng lại đột nhiên truyền đến một tiếng đại tiếu. Một tiếng này thét dài, đất trung núi chuyển, mang theo một cổ thập phần đáng sợ đến khí thế, vừa kêu trong lúc đó, thiên trì nguyệt trong nháy mắt đều ảm đạm xuống dưới là, vâng, đúng, bốn lão hỗn đảng xuất thế rồi. Ma ít lão tổ mặt sẽ đại biến, như lâm đại địch giống như bình thường. Bọn họ sáng tỏ phong ấn cổ hầm quan tại cùng nhân loại tứ đại cổ thần đến phong ấn là nhất mạch đồng nguyên. Vốn chính là liên minh phong ấn. Lần này, thất yêu thần bị giải phong, làm thường cổ nhân loại đỉnh phong cường giả, nhân loại bốn cổ thần cũng không có lý do gì khó hiểu phong. Mà bốn cổ thần, là bọn hắn bảy vị lão tổ đến liên minh đại địch, cũng cũng thập phần đối thủ đáng sợ. Ha ha ha, các ngươi bảy nhân lão quái vật, thật sự là càng ngày càng không nên thân. Rõ ràng bảy lão quái vật liên thủ cùng một cái hậu bối gây khó dễ. Thật sự quá buồn cười, buồn cười quá. Một cái khoái ý thanh âm tức tiếng cười to, phản phất một thanh khí thế rộng rãi đến chiến đao rồi đột nhiên ra khỏi vỏ. Lạnh thấu xương mà trương cuồng, Liều Lĩnh rồi đột nhiên, bốn đạo thần quan bay vào đồng phủ trong, đã rơi vào nhậm thương khung đến phía trước. Đợi cho hào quang thu liễm, lộ ra ba nam một nữ đến bản tôn. Cái này bốn nhân, liền chính là được nhân loại thời kỳ thượng cổ đến tứ đại cổ thần cao đức biên niên sử toàn bộ phương độc. Nhậm thương khung cảm giác được bên cạnh mình đến áp lực hoàn toàn tiêu giảm bất kể như thế nào, mình bây giờ là tuyệt đối an toàn. Tứ đại cổ thần, tại thượng cổ thời đại, chính là tứ đại châu đến trưởng khống giả, có thường cổ phong hào, đông hoàng. Tây hậu, nam thần, bắc thánh. Cái này bốn gã cổ thần, gần kề chỉ là hướng một ít đứng, liền bắn ra ra một cổ có thể chống cự bảy đại yêu lực lượng của thần. Làm cho nhậm thương khung nội tâm cảm khái, đây cũng là nhân loại cổ lực lượng của thần sao. Quả nhiên, yêu trạch tiểu thế giới, thực sự không phải là dung không dưới đạo thần đến tồn tại oa. Cái này phát hiện mới, như cùng một cái thế giới mới tin hướng hắn mở rộng cửa chính nhậm thương khung trong nội tâm chẳng những không có sợ hãi ngược lại ẩn ẩn thập phần hưng phấn tu luyện bất hủ đế khí chính mình sớm muộn gì biết gắng sức đuổi theo đến ha ha a à. đông hoàng tây hậu nam thần bắc thánh thầy là uy phong tốt sát khí a à. bốn vị trăm vạn năm chưa từng tương kiến dù thế nào là muốn tất cả trở lại tất cả nhà hay là đang trong lúc này đánh trước một trận ma yết lão tổ vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói tới nói lui ma yết lão tổ đối cái này bốn nhân hay là càng kiên kỵ đông hoàng là một thân hình cao lớn mà lại tràn ngập giả đến tóc hồng tráng háng, âm thanh như bôn lôi tràn ngập tại khắp trong sơn động ngủ một trăm vạn năm toàn thân đều cảm thấy không thoải mái đánh một trận cũng là có thể giãn ra giãn ra gân cốt lão sơn dương còn có lão cá chạch, đến, chúng ta khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Lời nói này, đối ma yết lão tổ cùng dực long lão tổ đến nói móc. Đông hoàng lão quỷ, đừng vội nói năng lỗ mãn. Trăm vạn năm trước đến chiến đấu cũng không phân ra thắng bại, lại đánh lần thứ nhất còn có thể sợ ngươi không thành. Phệ lôi lão tổ quát lớn nói. Đánh tự đánh, ai sợ ai. Đông hoàng không sao cả nhúng nhúng vai. Lúc này, một bộ bạch y như tuyết đến nam thần yên lặng trên mặt đất trước một bước. Nam thần mặt như quan ngọc, khí chất xuất trần, phản phất chạy tại trần thế đến thiên thần đồng dạng. Cho nhân thập phần linh hoạt kỳ ảo đến cảm giác. Tại nam thần lưng sau có 12 đạo thần hoàng bao phủ, như là có một phương tiểu thế giới chìm nổi, huyền diệu khó giải thích. Tay hậu bàn tay trắng nõn dương nhẹ, thánh khiết giống như thiên tiên, một tấm gương mặt là được bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể miêu tả ra tới khuynh quốc khuynh thành, chỉ là nàng dung nhan rét lạnh, cho nhân một loại khó có thể tới gần đến cảm giác. Các ngươi yêu thần thì am hiểu dùng nhiều xúc phạm, nhìn xem trăm vạn năm sau, trường không có dài ra tức. Tây hậu miền phun u lan, âm thanh nhã tuyệt, mắt ngọc mày ngài. Giờ tay nhất chân tràn ngập thánh khiết cảm giác. Bực này phong tư yểu điệu, nếu như thiên tiên, mà ngay cả tinh bang lão tổ cũng khó tránh khỏi sinh lòng ghen ghét mặc dù tinh bang lão tổ là thực lực cường đại đến yêu thần nhưng nàng tất mạnh còn là một nữ nhân lấy nhiều xúc phạm thì như thế nào tổng so với ngươi thành rì khoe khoang nhu nhược thật là tốt tinh bang lão tổ nhìn không được mở miệng trào phúng đều hơn một trăm vạn tuế đến vào còn giả dạng làm bộ dạng này lạnh như băng lạnh đến bộ dáng trang cho ai xem một thân hoàng kim chiến giáp đến bắc thánh thần sắc lãnh ngạo, trên trán một đạo vết sẹo nhìn thấy mà giật mình. Cầm trong tay một thanh sáng loáng chiến thương chỉ hướng bảy đại yêu thần, muốn chiến liền chiến, gì đến như vậy nói nhảm nhiều. Yêu trạch tiểu thế giới tứ đại cổ thần trong, bác thánh cùng đông hoàng hai nhân đều là xa cách trương dương đến chiến thần. Đông hoàng nhân cách tục tặng, cùng giả không cấm, kiệt ngạo bất tuân. Mà bắc thánh thì là lạnh lùng ít nói, nhưng nên ra tay thì tự ra tay, tuyệt không do dự, phản phất thiên sinh là bị chiến mà sinh. Tứ đại cổ thần cùng bảy đại yêu thần chi giữa phát ra hai cổ hoàn toàn bất đồng đến cường đại thần uy. Hai cổ thần uy va chạm, đất trung núi chuyển. Mạnh nhưng đấu cái chia đều thu thánh nguyên long vương ngăn cản không nổi bực này uy áp, núp ở góc, đã hoàn toàn không ngóc đầu lên được, toàn thân lạnh run, toàn thân da thịt và yêu nhỏ máu, phản phất tùy thời đều có thể bạo thể mà chết. Có bất hữu đế khí quyết hộ thể, nhậm thương khung cảm giác thoáng tốt đi một chút, bất quá lại cũng nhìn không được nữa lui về phía sau vài bước, hô hấp cũng đi theo dồn dập lên. 11 người đạo thần cấp bậc cường giả trong nháy mắt tán phát ra đến thế khí xác thực đáng sợ, bốn phía đến nham bích liên tục không ngừng bị chấn nát, từng đóng hóa thành bột mịn. Cả tòa xích tuyệt sơn đến nửa khúc trên ầm ầm sụp đổ. Bảy đại yêu thần cùng tứ đại cổ thần rốt cục đến thế gian. Xuất hiện ở thiên trong lúc đó, xuất hiện ở thế đập vào mắt tiếng. Cường đại đến thần uy ánh sáng, không ngừng khuếch tán, tràn ngập tại mang hoang chi địa đến tầng thứ bảy. Yêu tộc đại quân nhìn đến đây, chớ không phải là ào ào phủ phục trên mặt đất, quỳ lạy nghênh đón. Trong miệng nói lẩm bẩm, nói không nên lời đến cùng nhiệt. Ngược lại tiểu bạch cùng nhậm thương khung thủ hạ chính là 12 tên thân vệ nhưng không có theo đại chảy, thập phần tỉnh táo. Cho dù là thần linh đến thế gian, bọn họ cũng bất vi sở động thiên trên dưới mặt đất nếu như cần phải có một nhân làm cho bọn họ triều bái thì phải là nhầm thương khung bốn vị là muốn liều cái ngươi chết ta sống hay là dừng tay giảng hòa các ngươi suy nghĩ kỹ càng đại loạn sắp mở ra nếu như chúng ta còn là bị một chút chuyện nhỏ tổn thương hòa khí yêu trạch tiểu thế giới tuyệt không tương lai đáng nói Mà yết lão tổ ngữ khí hơi chút dừng một chút hướng về sau lui bước một bước Bốn cổ thần nghe vậy, cũng muốn nâng những thứ gì, mặt ngưng tụ, trầm tư một lát, cũng là hướng về sau lui bước một bước. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa ân oán, từ xưa đến nay, cũng không phải là nói ba xạo có thể nói được quải niệm. Nhưng là cái này hết thảy cùng bọn họ kế tiếp khả năng muốn đối mặt đến hào kiếp so sánh với, rồi lại không đáng giá được nhắc tới. Nhậm Thương không nghe vậy, trong nội tâm vừa động, nhiều vài phần nghi hoặc ma ít lão tổ trong miệng đến đại loạn rốt cuộc là cái gì mà xem nhân loại bốn cổ thần hiển nhiên cũng không có phủ nhận điểm này nam thần khẽ cau mày trầm tư một lát sau đó buồn vô cớ nói đại loạn nói cho cùng trốn tránh trăm vạn năm đúng là vẫn còn muốn đối mặt sao chúng ta thân là cái này phương thế giới chi thần cuối cùng là trốn tránh không được đến nếu như phong ấn không có mở ra chúng ta có lẽ còn có thể mình trốn tránh, không để ý những này hậu bối chết đi sống. Bất quá, hôm nay Ma Yết lão tổ khẽ thở dài một cái, xuất nhập dự kiến, nhưng lại ban bố ra một cái kinh nhân đến mệnh lệnh, truyền ta làm, tất cả yêu tộc đại quân kể hết rút về vô tận hải lãnh thổ, như người nào chống lại, giết. Chương 748 thương khung từ chối. Ma yết lão tổ thanh âm giống như tiếng sấm liên tục vang vọng tại thiên trạch tiểu thế giới đến cả vùng đất, đạo thần uy áp, trong nháy mắt truyền khắp mỗi hẻo lánh, cơ hồ tất cả mọi người có thể nghe thấy. Những kia yêu tộc nghe nói sau, vô luận thân cư phương nào, chớ không phải là lập tức quỳ rạp xuống đất. Cường đại như thế đến yêu biết, quả thực so với không thánh lão Long Vương còn không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Bốn vị, trường hạo kiếp này, quan tây ta thiên trạch tiểu thế giới đến sinh tử tồn vong, một cái ứng đối bất thiện. Chắc chắn là tai họa ngập đầu. Ma yết lão tổ liếc qua bốn cổ thần, kể cả phía sau bọn họ đến nhậm thương khung, lão tổ ta hy vọng song phương có thể buông ngăn cách, liên minh ứng đối, hợp lực đối kháng lần này đến tai kiếp. Phong ấn trăm vạn năm, chúng ta đều là cực kỳ suy yếu, chẳng đều tự trở về nghỉ ngơi lấy lại sức, lại làm cái khác ý định. Nam thần mỉm cười, cũng coi như lại để cho một bước. Nam thần đến tu vi cùng ma yết lão tổ sánh vai, tại nhân loại tứ đại cổ thần trong, ẩn ẩn cũng là lĩnh quân là người. Hắn một bộ bạch y như tuyết, thái độ thông dong, khí chất linh hoạt kỳ ảo. Nhưng là cái khác ba vị cổ thần, lại tự hồ như đều dùng hắn cầm đầu. Đã là như thế, tạm thời liền như vậy định rồi. Ma yết lão tổ mặt lộ vẻ mỉm cười, nếu như có thể thuận lợi vượt qua lần này tai kiếp, chúng ta tranh cãi nữa cái cao thấp như thế nào ngươi liền không nói đến lúc đó cũng muốn đấu cái cao thấp chúng ta sao lại há có thể sợ mấy người các ngươi yêu vật đông hoàng tóc hung ác hung ác dựng thẳng lên thể hồi trong hiếu chiến đến máu bành trướng không thôi đông hoàng lão quỷ không cần phải như thế kiêu ngạo ta yêu tộc chưa bao giờ sợ qua ai trường một đôi đại kim kìm đến kim ngao lão tổ đáp lễ nói sau khi thương nghị mà ít lão tổ không chút nào ước ác bẩn thiểu, thúc giục thánh nguyên long vương xuất lĩnh tàn quân trở về vô tận hải lãnh thổ. Cái khác các đại hải vực đến yêu tộc đại quân nghe được tổ thần ra lệnh lưu, giờ cũng là ào ào rời đi nhân loại địa vực, không dám chút nào chậm trễ. Mà đang tiên điện đến xích hạ quan cực kỳ hắn mọi người, chứng kiến vây quanh tại đang tiên điện bốn phía đến yêu tộc đại quân, như thủy triều giống như bình thường thoái lui, tảng đá trong lòng lớn đầu cũng để xuống chỉ là vừa mới một ít đạo cường đại đến yêu biết cơ hồ là trong nháy mắt truyền khắp cả thiên trạch tiểu thế giới quả thực là nghe rợn cả người thần thức khuếch tán đến cả thiên trạch tiểu thế giới mỗi hẻo lánh tuyệt đối là đạo thần cường lấy tay bút xích hà quan nhướng mày chớ không phải là yêu thần đã bài trừ phong ấn ra rồi còn lại đến đại đạo tu sĩ chớ không phải là hoảng sợ nếu như bảy đại yêu thần phá vỡ phong ấn xuất thế lời của thương khung minh chủ hiện tại như thế nào trong lòng mọi người có chút lo lắng, dù sao hiện tại nhậm thương khung chính là được đang tiên điện đến người tâm phúc. Nhất là yêu thần lâm thế, động loạn nổi lên. Không có người tâm phúc, đang tiên điện đi con đường nào. Xích tuyệt sơn trên. Nam thần ngẩng đầu nhìn một chút đã dần dần khôi phục bình tĩnh thiên khung, không biết tại suy nghĩ cái gì. Giờ phút này, thiên lang thực ngày dị tượng hoàn toàn tiêu tán, mặt trời rực rỡ cao chiếu, tinh không vạn lý, một bích như rửa có thể xích tuyệt sơn đến bốn phía, nhưng lại tử thi khắp nơi, máu chảy thành sông, đau thương chiến kỳ tán lạc nhất địa, vô cùng thê thảm. Vì cởi bỏ yêu tộc phong ấn, hai quân chết đến nhân số đạt đến làm cho người liếu lưỡi đến con số. Chỉ là, ai cũng không nghĩ ra, cuối cùng nhưng lại dùng bốn cổ thần cùng thất yêu thần nắm tay giảng hòa đến quỷ gì kết cục xong việc. Nhưng nhậm thương không biết rõ, cho tới bây giờ cũng vô pháp đi so đo thành bại được mất nếu là phong ấn bị giải khai đến chỉ là bảy đại yêu thần lời của, đối với nhân loại tuyệt đối là trường không thể thừa nhận đến ngập đầu tai nạn. Tây hậu tự hồ xem không được những kia vong linh không cách nào nghỉ ngơi, ai tháng một tiếng, thiên thiên bàn tay như ngọc trắng móc ra một chi màu xanh biếc đến sáu ngọc, đặt ở môi son bên cạnh thổi lên. Một khúc thanh minh đến trấn hồn tiếng địch đổ xuống mà ra, tràn ngập tại thiên địa trong lúc đó. Thần âm kích động vào nước, sự yên lặng mà tường hòa. Sóng âm cũng không phải là rất cao, nhưng mà minh động ngàn dặm núi sông, rửa người đến tâm linh, làm cho người ta trầm tĩnh lại, say mê trong đó. Tại đây một khúc thần âm trong, tất cả mọi người cảm giác được chính mình linh hồn chiếm được thăng hoa, gột rửa nội tâm đến các bụi, dần dần quên mất huyết tinh đến phân tranh, trong mắt xuất hiện đến đều là hy vọng. Mọi người lại dương mắt xem Tây Hậu, nàng băng cơ ngọc gia phấn bạch xanh rì, trời sinh một bộ thương xót thiên nhân đến thần minh bộ dáng, trên mặt đến sương lạnh thoáng hóa tách ra chuyển thành thánh khiết, quanh thân bao phủ tại một tầng nhu hòa đến giữa bạch quan. Tự hồ làm cho, này chết đi đến tánh mạng tại siêu độ. Thiên trạch tiểu thế giới, toàn bộ đắm chìm tại đây khúc thần âm trong, những kia còn chưa tới kịp khô cạn đến máu bắt đầu phát huy, chết đi đến tánh mạng đã ở dần dần tiêu tán, hóa thành bụi bậm, biến mất trong cái thế giới này xích tuyệt sơn trên không còn là lúc trước hoang vu không có một ngọn cỏ đến bộ dáng, vô số hoa cỏ bắt đầu bao trùm, hoa rụng rực rỡ, kéo ngang dặm. Thế giới này, phản phất không hề có chém giết, không có người lừa ta gạt. Có, chỉ là bị rửa đến tâm linh, được cứu chuộc đến linh hồn. Đạo thần cường giả đến năng lực. Quả nhiên là siêu việt thường nhân siêu việt tự nhiên, bao trùm hết thảy đạo pháp phía trên. Nhậm thương không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tây hậu dùng thần niệm thúc giục đến tiếng địch thậm chí có kinh người như thế đến công hiệu cuối cùng nhất tây hậu thu hồi chi kia thần bí đến sáu ngọc thở dài nói bụi về bụi đất về với đất cho các ngươi đến oan hồn cùng thánh sơn vĩnh trú cũng không uổng đi vào thế giới này một lần tiểu mùi oa lần này nhân loại cùng yêu tộc đại chiến đúng vậy ngươi lĩnh quân đến đông hoàng quay đầu hỏi nhậm thương khung giọng nói như chuông đồng tiếng sấm giống như bình thường làm cho người ta khí huyết cuồn cuộn. Kháng yêu chính là nhân loại tu sĩ đến liên minh trách nhiệm, vãn bối chỉ là thời sự bắt buộc, cố gắng hết sức thôi. Nhậm thương khung không kiêu ngạo không xỉm nịnh. Cũng cũng không vì đối phương là đạo thần, liền khúng núng. Trên thực tế, nhậm thương khung trong lòng có rất chấp nhất đến ý niệm trong đầu, tin tưởng dùng không được bao lâu, chính mình có thể đứng ở đạo thần đến trên vị trí, cùng trước mặt mấy người kia sánh vai là, vâng, đúng. Nhân loại hiện tại đã nhỏ yếu đến loại tình trạng này sao? Kháng đỉnh nhân vật. Lại là cái miệng còn hôi sữa đến tiểu oa nhi. Đông Hoàng đối xử lạnh nhạt quét mắt bốn phía. Chu Tước Vương cùng cái khác tam tộc Vương Đô buông xuống hạ đầu. Bọn họ thẹn trong lòng, đại loạn thế gian. Bọn họ bất kể là thực lực hay là quyết đoán, đều không đủ cùng yêu tộc đối kháng, quả thực xấu hổ. Bất quá, bọn họ cũng là rất rõ ràng nhậm thương khung tuy nhiên trẻ tuổi nhưng là tu vi tài cán chớ không phải là nổi tiếng tại nhân loại cùng hoang mang lưỡng địa vô suất kỳ hữu người đợi một thời gian tất nhiên là lại một cái đạo thần cường giả loại ý nghĩ này hoang mang bốn vương tuy nhiên cũng không tuyên chư tại khẩu nhưng nội tâm lại kiên định vô cùng đối với đông hoàng hơi có vẻ chăm chọc thoại ngữ nhậm thương khung cũng không phản bác chỉ là cười nhạt một tiếng những này lão quái vật, ở phía sau bối trước mặt biểu hiện điểm cảm giác về sự ưu việt, cũng là có thể hiểu được. Ừm, nhầm thương khung. Ngươi làm không tệ, tuổi còn nhỏ có như vậy đến quyết đoán cùng tu vi, coi như là tiền đồ vô lượng. Nam thần nhẹ gật đầu, ngữ khí không mặn không nhạt, lại mang theo một cổ cao cao tại thượng đến bao quát cảm giác, hiện tại chúng ta bốn người trở về nhân loại vận mệnh tạm thời không lo. Đại loạn sắp mở ra, ngươi hảo sinh trở về tu luyện, tùy thời chờ chúng ta phân công, không được chậm trễ. Lời nói này nhưng lại lại để cho nhậm thương khung trong lòng có chút khó chịu. Đối phương cơn tức này cao cao tại thượng, một bộ vên mặt hất hàm sai khiến đến thét ra lệnh khẩu khí. Phản phất trong thiên hạ, mặc cho ai đều muốn nghe hắn hiệu lệnh, cùng hắn phân công giống như bình thường. Nam thần tiện bối, đã bốn vị tiền bối rời núi, tự nhiên là các ngươi chủ trì đại cục. Vãn bối tính cách rời rạc, luôn luôn là nhàn vân giả hạt giống như bình thường năm đó ở tông môn vốn nhờ tính cách vấn đề cùng tông môn huyên náo thập phần không thoải mái cho nên đối với bốn vị tiền bối đến phân công chỉ sợ là không đảm đương nổi cân tức này rõ ràng chính là được không muốn làm cung người phân công đến pháo hôi chu tước vương bọn người là biến sắc nhậm thương khung lời nói này quả thực chính là được trực tiếp xông tới nam thần đại nhân a ở đây đến tất cả mọi người tự hỏi không có thực lực này cùng quyết đoán trước mắt vị này nam thần đại nhân đến cường đại, cơ hồ động động ngón tay, là được khấu chết bọn họ, hơn nữa căn bản không có phản hồi kháng sức lực. 12 thân vệ nhưng lại tương đương đến khoái ý. Bọn họ nghe xong nam thần khẩu khí, trong nội tâm cũng là khó chịu. Dựa vào cái gì tạo điều kiện cho ngươi nhóm phân công? Coi như là thần vậy cũng không được. Bọn họ đã lén lút đổi lại nguyên một phượng vũ thần dẫn, như là đối phương làm khó dễ, sẽ không chút do dự dữ dội nâng trợ giúp thương khung thiếu chủ giết ra ông chặt dù là đối phương là tứ đại cổ thần cùng bảy đại yêu thần lại có làm sao chỉ cần đối thiếu chủ bất lợi thì phải là cùng bọn họ là địch cùng nhau đánh chết nhân loại tiểu tử ngươi cũng đã biết đối mặt chính là ai đông hoàng hừ lạnh một tiếng dưới chân đến núi nhỏ bao lập tức sụp đổ cả khối đại địa lõm vào ngươi cho rằng bằng ngươi điểm này không quan trọng tu vi có thể tại trước mặt chúng ta làm càng. Ta biết rõ, bốn vị tiền bối trăm vạn năm trước, tự là nhân loại chí cao cường giả, cao cao tại thượng đến tứ đại cổ thần. Nhậm thương không bình tĩnh, nhưng vạn bối thiên tính như thế, không mừng câu thúc, lại càng không hỉ bị người phân công. Lời nói này nói ra miệng, chẳng những là chu tước vương bọn họ, mà ngay cả bốn cổ thần đều nhíu mày. Bất hủ đế khí, trên trời dưới đất, duyên ngô độc tôn bất quý cường quyền. Không thuận theo phụ quyền quý, một ngụm đế khí trường tồn thế gian. Tu luyện bất hủ đế khí, nhất định sẽ không khuất phục tay cường quyền. Thanh Loan Vương một đôi mắt đẹp chấp động, nàng xem hướng nhậm thương khung đến trong mắt lại thêm vài phần nói không rõ đạo không rõ đắc ý vị, cái này người trẻ tuổi nhân loại nam tử, có can đảm cổ thần khiêu chiến, được có nhiều hơn đến dũng khí cùng quyết đoán. Nhậm thương khung, ngươi cũng biết nói ra lời nói này, liền đủ để cho người chết hơn một ngàn trăm trở lại. Bác Thánh Giáo hướng thiên, ngập trời thần lực không ngừng mà tuôn hướng thương thân. Bốn phía hừng hực thiêu đốt đến đều là có thể hủy thiên diệt địa đến thần diễm. Nhậm thương không bước về phía trước một bước, trên người đến kim sắc đến huyết khí giống như cuồng đao loại tuôn ra, các vị tiền bối là đạo thần cao nhân đúng vậy. Muốn lấy thế áp ta, ta nhâm mỗi người cũng nhận biết. Nhưng là, vận mệnh của ta chỉ có thể do chính mình đến chúa tể, những người khác, ai cũng không thể thay chúa tể các ngươi tứ đại cổ thần cũng không thể. Hảo một cái tiểu tử cung vọng. Đông Hoàng cũng là tức sùi bọt mép, hiển nhiên cũng là ý muốn ra tay giáo huấn xuống. Tây Hậu nhìn thoáng qua nhậm thương khung. Nhưng lại hé miệng nở nụ cười, chứ vị giàu gì cũng là sống trăm vạn năm đến lão gia này, làm gì cùng một người tuổi còn trẻ hậu bối đưa khí tay hậu tuyệt sắc trên dung nhan cái kia một tầng băng cứng, theo nụ cười này tan thành mây khói, thiên kiều bá mị, vạn vật đều hơi bị ẩm đạm thất sắc. Nàng giơ tay nhất chân đều làm cho người ta một loại không ăn nhân gian khói lửa thần tiên loại đến cảm giác, cùng tinh ban lão tổ là hai cái cực đoan, một cái thánh khiết làm cho không người nào có thể khinh nhờn, cái khác thì là âm tà hạ chảy đến tận xương tủy đi. Ha ha a, à, không thể tưởng được trăm vạn năm sau. Nhân loại tu sĩ trong lại có như thế hào kiệt nhân vật, người gian sơn thay mặt có người mới ra, không tệ không tệ. Nam thần cũng mỉm cười, sau lưng đến 12 đạo thần hoàng thu lại. Đông hoàng cùng Bắc Thánh vốn là chuẩn bị đánh chết Nhậm Thương khung lập uy, nghe được Tây Hậu cùng Nam thần như thế mở miệng, cũng chỉ có thể thu tay lại. Bất quá bọn hắn nhìn về phía Nhậm Thương khung đến ánh mắt nhưng lại tương đương bất thiện. Bọn họ tại trăm vạn năm trước chính là được cao cao tại thượng đến tồn tại hôm nay trăm vạn năm sau tư cách già hơn há lại cho một người tuổi còn trẻ hậu bối tại trước mặt bọn họ làm càng hơn nữa xuất phát từ tư tâm bọn họ cũng không tiếp thụ được một người tuổi còn trẻ tương lai mới có thể theo chân bọn họ chạy song song với cho nên nhậm thương khung tuổi trẻ cường thế cùng không khuất phục khi hắn nhóm xem ra thì phải là khiêu khích quyền uy của bọn hắn là hướng bọn họ siêu nhiên địa vị phát ra khiêu chiến đến tín hiệu Nhân loại có tứ đại cổ thần đã đầy đủ. Bọn họ cũng không muốn tại này trình tự đến trong đội ngũ, xuất hiện một cái so với bọn hắn năm cường trăm vạn tuổi đến hậu bối tiểu tử. Chương 749, đạo thần vừa ra, cách đại. Nam thần tất mạnh là bốn cổ thần đứng đầu loại đến người vật, mặc dù là trong nội tâm không nhanh, nhưng mà lo lắng đến càng nhiều hắn biết rõ kim yêu nếu như giết cái này người trẻ tuổi người dùng cái này tuổi trẻ người tại nhân loại chính giữa đến uy vọng biết làm cho bọn họ bốn cổ thần rất bị động bọn họ mới ra phong ấn đúng là dùng người lúc nếu như vừa ra tới tựu mất đi người tâm ủng hộ vậy sau này không khỏi thành quan can tham mưu trưởng cho nên khẩu khí trên nhưng lại hướng dẫn từng bước nhằm thương khung tương lai đến kiếp nạn không phải ngươi có khả năng lĩnh ngộ loạn thế đã đến Ngươi muốn chỉ lo thân mình, chỉ sợ không dễ dàng. Cũng không nhọc đến phiền nam thần tiền bối hao tâm tổn trí, vạn bối thật cũng không là chỉ lo thân mình, chỉ là muốn dựa theo ý nghĩ của mình, một đường đi xuống, mà không phải làm mù quáng theo đến pháo hôi thôi. Nhậm thương khung ngữ khí thông dông. Lời nói này, đã công nhiên biểu lộ nhậm thương khung đến thái độ, không nghe theo tứ đại cổ thần đến phân công, hết thảy chỉ vân theo ý nguyện của mình. Người đã cố ý như thế, cũng không có chuyện gì để nói. Nam thần tự hộ cũng không muốn tại việc này trên mặt dây dưa. Chúng ta bốn người kế tiếp phân biệt biết quản hạt Đông Hoàng Châu, Tây Hạo Châu, Nam Đế Châu, Bắc Minh Châu, đều tự nuôi trồng thế lực, vì lần này tai kiếp làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ngươi như có bất kỳ cần, có thể hướng chúng ta mở miệng, ta dựa vào hy vọng ngươi hội tâm chuyển ý. Hy vọng không có như vậy một thiên A. À. Nhậm thương khung mở miệng cười nói, lộ ra trắng noãn đến hàm răng, tuyên bố quyết tâm của mình. Trước khi chia tay ta còn là phải nhắc nhở một câu, tương lai cái kia trường tai kiếp, xa so với hiện tại nhân loại cùng yêu tộc đến phân tranh tới muốn đáng sợ. Bởi vì việc này quan hệ trọng đại. Thứ cho ta hiện tại không thể cáo tri. Nam thần nói, ta hy vọng ngươi có thể sớm một chút nhìn rõ ràng tình thế, không cần phải bởi vì chính mình đến ngạo khí, chậm trễ đại sự dứt lời nam thần trực tiếp hóa thành một đạo bạch quan biến mất tại thiên tế tây hậu nhìn sâu một cái nhậm thương khung sau đó khẽ gật đầu cũng không biết là có ý tứ gì sau lưng có vô số đến cánh hoa rơi lại nhìn nàng trác tuyệt dáng người đã tại phương tây đến thiên vô ích lên nhậm thương khung hy vọng ngươi có thể hữu mệnh sống đến gặp lại cái kia thiên đông hoàng cùng bắc thánh nhìn về phía nhậm thương khung đến trong ánh mắt đều có lạnh thấu xương sát ý bất quá lại không có động thủ ào ào rời đi. Thiên không trung duy nhất hấp hối, chỉ là chưa tới kịp tiêu tán đến thần quan, phân biệt chỉ hướng bốn phương hướng bất đồng yêu trạch tiểu thế giới đến nhân loại ranh giới, từ nay về sau là được này tứ đại cổ thần đến tọa trấn, chấp chưởng thiên xuống. Tất cả người đều thổn thức không thôi, đạo thần cảnh giới đến cường giả vừa ra, cái này thiên hạ thế cục quả nhiên đại biến. Chứng kiến đạo thần cường giả như thế đến vô ảnh, đi vô tung đến thần thông, xác thực vượt qua xa đại đạo cường giả có khả năng đạt tới độ cao. Bất quá, bởi như vậy, những này người trong nội tâm cũng sinh ra một chút giả vọng. Lúc này đây, tứ đại cổ thần cùng bảy đại yêu thần phá vỡ phong ấn ra, nhưng bọn hắn cũng không khiến cho thần kiếp thiên phạt, hoặc là bị ép phi thăng đến vị diện khác. Bởi vậy có thể chứng minh, đạo thần cảnh giới không cách nào tại yêu trạch tiểu thế giới pháp tắc hạ chỗ dựa đến nghe đồn cũng không là thật ở đây không ít là đại đạo hậu kỳ đến cường giả, đạo thần cảnh giới đối với bọn hắn mà nói là phiến hoàn toàn mới đến cửa chính, nếu như có thể vượt qua nọ vậy đạo khảm lời của. Thế tất sẽ như cùng tứ đại cổ thần cùng bảy đại yêu thần giống như bình thường, chỉ bằng vào thần uy, có thể chấn yêu nhiếp, khống chế nhất phương, thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa. Làm thiên hạ người không phục cũng phải phục. Từ bước vào tu luyện con đường này bắt đầu, đạo thần một mực đều là tu sĩ trong nội tâm người người hướng tới đến mộng tưởng. Nhưng võ đạo chi lộ sao mà nhấp nhô, giống như thiên quân vạn mã qua ghe độc mộc. Có thể đứng ở đỉnh cao nhất chi người sở muốn có đủ đến cơ duyên, thực lực, số mệnh rất nhiều nhân tố, thiếu một thứ cũng không được. Yêu trạch tiểu thế giới, tu sĩ nhiều không kể xiết, nhưng hàng tỷ trong chưa hẳn có thể có một may mắn như vậy nhi, đi đến thần tháng, cúi đầu và ngẩng đầu chúng sinh bốn cổ thần cùng thất yêu thần bị phong ấn xích tuyệt sơn rồi sau đó trăm vạn năm trên căn bản là cái đạo thần cảnh giới cường giả thực vô ích kỳ không một người đặt chân đạo thần cảnh giới thậm chí tu luyện giới đến quy tắc đều vì vậy mà thay đổi lại để cho người đối đạo thần cảnh giới có phán đoán sai lầm cùng nhận thức hôm nay theo bốn cổ thần cùng thất yêu thần xuất thế những kia sai lầm đến nhận thức trong nháy mắt bị đánh phá thực sự để ở trường rất nhiều người dân lên một loại hoàn toàn mới hy vọng đạo thần vừa ra thiên hạ cách cục đại biến không biết ta hoang mang chi địa nên đi nơi nào kính xin thương khung điện chủ chỉ điểm một hai chu tước vương tại trong quân trướng nâng chén buồn vô cớ như mất vốn là yêu tộc đại quân tan tác chúng ta cũng coi là đại hoạch toàn thắng lý nên cao hứng mới là bất quá trước mắt bổn vương nghe nói bốn cổ thần cùng thất yêu thần chi nói lại như thế nào cũng cao hứng không nổi bốn cổ thần cùng thất yêu thần chi giữa thương nghị chuyện gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá không có lửa làm sao có khói, dùng ta xem, việc này không phải chuyện đùa. Nhậm thương khung trầm ngâm luôn mãi, sợ là sự tình này đã vượt ra khỏi yêu trạch tiểu thế giới đến nhận thức, cho nên bọn họ không tiện nói ra, để tránh khiến cho khủng hoảng. Có thể làm cho người tộc cùng yêu tộc đều buông hiềm khích, dắt tay nhau đối đãi đến không biết tai kiếp. Quỳ ngư vương lắc đầu, thứ cho bổn vương đầu không quá đủ cái này tai kiếp thật sự có khoa trương như vậy sao vốn là chúc mừng yêu tộc tan tác đến lễ chúc mừng lại bởi vì bốn cổ thần cùng thất yêu thần đàm và cái kia cái không biết tai kiếp mà trở nên nặng nề áp lực cái này cái cọc sự tình giống như là một cái trầm trọng đến núi lớn đặt ở tất cả người đến trong nội tâm lại để cho người cơ hồ thấu bất quá chư vị lão phu ẩn ẩn có một suy đoán thanh lang vương sửa sang lại thoáng một chút áo bào, ngữ ra kinh người, dựa vào chư vị chứng kiến, lần này đến tai kiếp, có thể hay không cùng ma tộc có quan hệ. Ma tộc Tất cả mọi người nghe thấy chi biến, nhưng Kim Nhung Vương nhưng lại trước tiên không nhận, chối bỏ thanh lang vương cách nhìn, đây tuyệt đối không có khả năng. Tuy nhiên căn cứ tổ tiên tự thuật, tại yêu trạch tiểu thế giới hình thành hết sức. Xác cùng tồn tại nhân loại, yêu tộc cùng ma tộc cái này tam đại chủng tộc nhưng ngàn vạn năm trước cái kia lần người mà yêu đại chiến ma tộc đã bị triệt để diệt sạch lại không khả năng tái nhậm chức gây sóng gió chu tước vương nhẹ gật đầu bổn vương đồng ý kim nhung vương cách nhìn tuyệt không thể nào là ma tộc xuất thế đó là thiết giống như bình thường chuyện thực không thể nghi ngờ thanh lang vương lắc đầu cười khổ có lẽ là bổn vương quá lo lắng thượng cổ nghe đồn ma tộc sinh sôi so với yêu tộc còn muốn tàn bạo càng giảo hoạt thẳng nếu thật là ma tộc xuất thế lời của. Xưng là hạo kiếp cũng không đủ. Bốn cổ thần cùng thất yêu thần đại thừa nước đục thả câu, nhất định là cho rằng chúng ta không đủ tư cách minh bạch việc này. Nhậm thương khung mặt sẽ bình tĩnh, lại ẩn ẩn có một ti cân tức, cho nên, nói cho cùng mặt kệ trận này tai kiếp là cái gì, chúng ta tận khả năng tăng lên tự thân thực lực mới là mấu chốt. Ừm, thương khung điện chủ nói đi đến một chút cũng đúng vậy, rèn sắt còn cần tự thân cứng nhắc, nếu như chúng ta một mặt trông cậy vào đạo thần phù hộ, chỉ sợ ngược lại là lại để cho người xem thường. Chu Tước Vương thập phần tán thưởng. Thương khung điện chủ ngạo cốt tranh tranh, tại đạo thần trước mặt không kiêu ngạo không xỉm nịnh, thật sự khiến ta đợi bội phục. Đạo thần đột nhiên rơi xuống, lai lịch không rõ. Ta chỉ là không muốn đem vận mệnh giao cho tố không nhận thức đến người thôi. Nhậm thương khung ngược lại không già mồm cãi láo, tại đạo thần trước mặt ngạo cốt tranh tranh cũng không phải muốn biểu hiện cái gì ngạo cốt tranh tranh bởi vì cái gọi là ta mệnh do ta không khỏi thiên đạo thần tuy mạnh vừa ra tới tự vênh mặt hất hàm sai khiến quả thật làm cho người không nhanh quỳ ngư vương sảng lãng cười to thương khung điện chủ bổn vương xưa nay không có kính nể qua cái gì nhân loại võ tu nhưng ngươi tuyệt đối là lão phu bình sinh chứng kiến cực kỳ có quyết đoán đến nhân loại có thể cùng thương khung điện chủ kề vai chiến đấu, cùng bàn uống rượu, thật là người sinh một đại khoái sự tình, trước mắt uống cạn một chén lớn. Đến, uống rượu. Quỳ ngư vương đem đại trong chén đến rượu, uống một hơi cạn sạch, vô cùng hào khí. Nhậm thương khung cũng đem cây độc đến rượu ngon uống cạn, cũng nghe ra mọi người đối với hắn xưng hô đến thay đổi, cũng gọi hắn thương khung điện chủ, mà không phải thương khung thống soái. Lập tức cười cười, chủ động nói ra, chư vị, hôm nay yêu tộc đến đại quân đã thoái lui, thương khung coi như là giải quyết xong một cái cọc tâm sự. Cái này hoang mang đại quân đến thống soái quyền, cũng là giao ra thời điểm. Thương khung điện chủ. Ngươi là muốn rời đi sao? Chu tước vương kinh ngạc buông bát rượu, lên tiếng hỏi thăm. Là, vâng, đúng, hiện tại đến yêu tộc đại quân thoái lui, đang tiên điện cùng Đông Hoàng Châu Liên Minh còn có rất nhiều sự tình chờ ta đi giải quyết. Nhậm thương khung nhẹ gật đầu, cũng không giấu giếm. Nhậm thương khung tại lần này đối kháng yêu tộc đại quân đến biểu hiện. Chư vị ở đây rõ như ban ngày, tuyệt đối được cho cư công chí vĩ. Bốn tộc bộ lạc khi hắn đến thống lĩnh phía dưới, trước đó chưa từng có ngưng tụ thành một cổ dây thừng, bạo phát đi ra không thể tưởng tượng nổi đến sức chiến đấu. Trận này do nhậm thương khung trực tiếp lãnh đạo đến lấy ít thắng nhiều kinh điển chiến dịch, đủ lại để cho tham dự chiến đấu đến hoang mang bốn tộc bộ lạc các dũng sĩ, coi đây là hào cả đời hôm nay đến hoang mang chi địa đã không nhận thức được đem nhậm thương khung coi là người tâm phúc đối với hắn sinh ra tâm lý ỷ lại trước mắt bốn tộc vua nghe nói nhậm thương khung muốn lúc trời đi không khỏi có điểm thất lạc nhưng nhậm thương khung là đang tiên điện điện chủ quyền cao chức trọng cùng đang tiên điện so sánh với hoang mang chi địa căn bản lấy không ra cái gì như dạng gì đó có thể giữ lại ở hắn thương khung điện chủ người tương lai có tính toán gì không chu tước vương ngữ khí có chút thất lạc ý định nhậm thương khung trong mắt xảy ra một đạo khác thường đến thần thái loạn thế đã đến phải có được nhất phương thế lực mới có thể nắm giữ nhất phương quyền nói chuyện kế tiếp ta ý định bắt tay vào làm chế tạo đông hoàng châu thậm chí yêu trạch tiểu thế giới lớn nhất đến nhất phương thế lực xây dựng một cái siêu cấp tông môn kể từ đó ở đằng kia đại tai đại kiếp nạn đã đến lúc, mới không còn bị người nắm mũi dẫn đi. Nghe được nhậm thương khung đến cái này tư tưởng, bốn tộc vương đều là hơi kinh hãi xem ra, nhậm thương khung đây là chuẩn bị chân đau chân thương cùng bốn cổ thần chống lại A, à, kim lân há lại vật trong ao, nhất ngộ phong vân biến hóa long. Thương khung điện chủ, ngươi niên khinh hữu vi, tiền đồ bất khả hạn lượng, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đạt thành trong nội tâm mong muốn. Chu Tước Vương tự đáy lòng nói, bất quá mặt sè nhưng lại buồn bã. Chỉ là của ta hoang mang chi địa đến bộ lạc nhưng có chút xấu hổ. Lại nói tiếp, chúng ta bạch trước tổ tiên, có nhân loại cổ thần đến huyết thống, cũng có yêu tộc yêu thần đến huyết thống. Chúng ta cái này lập trường, làm như thế nào đứng? Nghe được Chu Tước Vương nói như vậy, cái khác tam tộc Vương không khỏi thần sẽ ảm đạm, mấu chốt nhất chính là, bọn họ bạch trước huyết mạch không tinh khiết sợ là sợ bốn cổ thần cùng thất yêu thần cao cao tại thượng đến tồn tại, thế lực, cũng không đợi thấy bọn họ loại này huyết mạch không tinh khiết đến sau người. Chu tước vương gia. Ngươi cũng không cần vô cùng lo lắng. Nhậm thương không an ủi, hoang mang chi địa chỉ cần đoàn kết nhất trí, vĩnh viễn là một cổ không thể bỏ qua đến lực lượng. Chỉ cần các ngươi có thể vặn thành một cổ dây thừng, cổ thần cũng tốt, yêu thần cũng tốt, đều quả quyết không có khả năng không đến xỉa các ngươi. Theo ý ta, hoang mang chi địa hẳn là đoàn kết lại, do tứ đại vương tộc liên minh chủ trì đại cục, dùng một nhà là việc chính, cái khác tam tộc hết sức phụ tá, mười năm một dịch, ai mạnh ai làm chủ. Như vậy, có thể lại để cho bốn tộc bảo trì thống nhất, lại không đến mức một nhà độc đại. Tránh cho không ai phục ai đến cục diện phát sinh. Cũng thiếu một ít lục đục với nhau. Nhậm thương không cho ra đề nghị. Vài vị tộc vương ào ào gật đầu, dùng thế cục bây giờ đến xem, cái này xác thực xem như biện pháp tốt nhất. Ngắn mũi đến sau khi thương nghị, Chu Tước Vương thành hoang mang đệ nhất đảm nhận hoang mang đứng đầu. Cái khác tam tộc, thì có liên hợp buộc đến quyền lợi. Thương khung điện chủ, nếu có hướng một trì hoang mang chi địa đến thăm đầu nhập vào, kính xin thương khung điện chủ trong năm 12A. Tân tấn hoang mang đứng đầu Chu Tước Vương ngữ khí thành tâm thành ý, nhất định. Nhậm thương khung nhẹ gật đầu. Nhậm thương khung tại lần này đối kháng yêu tộc đại quân đến biểu hiện, chư vị ở đây rõ như ban ngày, tuyệt đối được cho cư công chí vĩ. Bốn tộc bộ lạc khi hắn đến thống lĩnh phía dưới, trước đó chưa từng có ngưng tụ thành một cổ dây thừng, bạo phát đi ra không thể tưởng tượng nổi đến sức chiến đấu. Chương 750, trở về Đan Tiên Điện. Rời đi hoang mang chi địa sau khi, nhậm thương khung cùng tiểu bạch, cùng với 12 thân vệ bước lên trở về đang tiên điện đường về. Chỉ bất quá, lần này đội ngũ của bọn họ nhưng nhiều đi ra bốn người. Thanh Loan Vương, Ngân Nhung Vương, Hỏa Đồng Vương, Tham Lan Vương này hoang mang bộ lạc bốn tiểu vương. Bọn họ đời trước vương liên tục khẩn cầu nhậm thương khung, thu bọn họ bốn người ở nhậm thương khung bên người rèn luyện rèn luyện, bằng cầu, vang xin có thể tự nhậm thương khung trên người học được cái gì. Đối với lần này, bốn tiểu vương tự nhiên là cầu cũng không được. Đi theo nhậm thương khung bên người, bọn họ có thể học được đúng là thực rất nhiều, hơn nữa nhất định so sánh với sống ở hoang mang làm từng bước tu luyện nếu kích thích nhiều. Nhậm thương không biết bốn bộ lạc vương tâm tư cùng tính toán, cũng là không có cự tuyệt, dù sao bốn vị tộc vương dụng tâm lương khổ, cũng là vì cho hoang mang chi địa lưu con đường lui. Dọc theo con đường này, Thanh Loan Vương nhìn về phía nhậm thương khung ánh mắt, cũng là nhiều ra vài phần khác thường tình cảm, cùng ngày xưa lạnh khóc bộ dáng một trời một vực. Không chỉ có như thế, nàng đối với nhậm thương khung hư hàng vấn noãn. Chiếu cố có da, lộ ra vẻ cực kỳ hiền lành. Điều này làm cho những khác tam tộc tiểu vương ăn vị không dứt bọn họ nhưng cho tới bây giờ cũng không có hưởng thụ quá cái này đãi ngộ. Nhậm thương khung trở lại đang tiên điện, xích hạ quan nhóm người ngàn dặm đón chào. Đối với bọn hắn mà nói, mặc dù không biết yêu tộc vì sao lui binh, nhưng trực giác nói cho bọn hắn biết, này hết thảy tất nhiên cùng thương khung điện chủ có liên quan liên. Nhậm thương khung trở về, để cho bọn họ treo lấy tâm hoàn toàn để xuống. Xích lão, các ngươi khổ cực. Nhậm thương khung nhìn một chút đang tiên điện bốn phía. Yêu tộc đã lui một người cũng không còn, không ít cờ xí cùng đau thương tán loạn ném xuống đất, hiển nhiên là rút lui thập phần vội vàng. Thương khung điện chủ, cuối cùng đem ngươi cho phán trở về ngươi không có ở đây mọi người cho giỏi tựa như thiếu người tâm phúc giống nhau không được tự nhiên xích hà quan cười híp mắt nói cái này tùy ngươi tới tự mình chủ trì đang tiên điện đại cục lão phu là được tháo lui đời điện chủ chức vị hảo hảo mà tìm tòa núi lớn lánh đời đắp một ngọn cỏ tranh phòng khai khẩn một phố linh dược nấu một bình trà xanh thư thư phục phục bảo dưỡng tuổi thọ thấy xích hà quan đối với ẩn cư cuộc sống như thế hướng về nhậm thương khung nhịn không được cười khổ xích lão sợ già nguyện vọng của ngươi tạm thời không cách nào đạt thành xích hà quan bộ mặt kinh ngạc yêu tộc đại quân bây giờ đã rút lui nhìn bộ dáng trong ngắn hạn sẽ không tái phạm chẳng lẽ còn có cái ẩn tình gì không được xích lão chuyện này cùng yêu tộc không có bao nhiêu quan hệ nhậm thương khung thở dài một tiếng truyền ta ra lệnh đi tất cả đang tiên điện cùng kháng yêu liên minh cao tầng đi trước đại điện, bổn, vốn điện có chuyện quan trọng tuyên bố. Thấy nhậm thương khung mặt mũi nghiêm túc. Mọi người một viên nguyên vốn đã để xuống tâm trong nháy mắt vừa nói lên. Trên đại điện, nhậm thương khung đem mình đi hoang mang chi địa phát sinh hết thảy đầu đuôi gốc ngọn địa nói một lần. Dĩ nhiên, bốn cổ thần cùng bảy yêu thần nói chuyện đang lúc để lộ ra tới tin tức, hắn cũng nhất tịnh cho biết, cũng không giấu giếm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là từ nhậm thương khung chém liên tục thánh nguyên long vương hai vị long tử nhiệt huyết trung tỉnh táo lại, lâm vào hỉ lo nửa nọ nửa kia cảm xúc trong. Hỉ chính là, lần này bài trừ phong ấn xuất thế đạo thần cường giả, không chỉ có chẳng qua là yêu tộc bảy yêu thần. Còn có nhân loại bốn cổ thần. Hai phe thế lực lẫn cản tay, trong thời gian ngắn bên trong phải làm dạ tường an vô sự. Lo chính là, bốn cổ thần cùng bảy yêu thần đô nếu kiên kỵ mà không chịu tiết lộ cái kia cái gọi là kiếp nạn tin tức, để mọi người ở trạng lâm vào một loại tiền đồ không biết giữa mê võng. Mà ngay cả thiên trạch tiểu thế giới từ trước tới nay cường đại nhất 11 mọi người như lâm đại địch, bởi vậy có thể thấy được kia kiếp nạn tuyệt không phải bình thường. Ai? Quả nhiên là một lớp không đều, một lớp vừa lên. Thế giới loài người khi nào mới có thể được hưởng thái bình? chúng ta tu sĩ khi nào mới có thể tháo giáp quy điền. Xích hà quan biên ngày liên người. Thở thật dài. Đang tiên điện vẫn dạ không tranh quyền thế, không muốn vô cầu, không thuận theo phụ thế lực. Kể từ khi vạn dược tôn mất tích sau, xích hà quan tại vị những năm này vẫn vô vi mà trị, hơn nữa nghiêm lệnh cấm đang tiên điện không thể cùng bất kỳ tông môn sinh ra gút mắt nếu như đang tiên điện cuốn vào thế lực tranh đấu, ngày đó bình nhất định sẽ nghiêng. Nhưng yêu tộc xâm lớn sau đang tiên điện vốn là loại này lánh đời trạng thái đã bị hoàn toàn đánh vỡ. Thân vì nhân loại thế lực nhân tài kiệt xuất, bọn họ phải gánh vác lên lãnh tụ trách nhiệm. Hôm nay yêu tộc thối lui, xích hà quan vốn cho là có thể tan mất đại diện điện chủ vị. Thật tốt hưởng thụ cái kia sơn giả thôn phu, dân trong thôn thanh thản thời gian. Nhưng sự thật nhưng cho hắn dội cho bồn lạnh như băng thấu xương nước lạnh. Nhìn bộ dáng, trận này náo động xa so sánh với yêu tộc xâm lớn còn muốn đáng sợ, mà ngay cả vốn là không chết không thôi loại người cùng yêu tộc ngược lại tự biến thành hợp tác đồng bọn, đủ có thể gặp không biết kiếp nạn đến cỡ nào kinh người. Chỉ bất quá, trận này không biết kiếp nạn rốt cuộc là cái gì. Phản phất là một khối nặng trịch tảng đá áp đang lúc mọi người bộ ngực, loại này sờ không rõ đoán không ra không biết địch nhân. So sánh với yêu tộc quả thật đáng sợ nhiều nếu như đây là không thể tránh khỏi kiếp số như vậy tránh né cũng không làm nên chuyện gì phải dũng cảm trực diện nhậm thương khung cũng là sớm có chuẩn bị tâm tư ngữ khí kiên định vô luận là yêu tộc xâm lấn hay là lần này không biết kiếp nạn loài người nếu thượng cổ tới nay vẫn tồn tại cho thiên trạch tiểu trong thế giới liền có sinh tồn đạo lý này sinh tồn quyền lợi này sinh ta nuôi dưỡng nhà của ta gia viên mặc cho dù ai cũng không cách nào xâm phạm cho dù ai cũng không có thể tước đoạt nhậm thương khung quả thật không phục năm đó ở vân la thành vân thị nhất tộc nếu áp thắng tiến vào thiên các tổ chức đại vương ốc sơn thí luyện hạ thị âm dương đạo hạ vũ xung yếu áp thắng tiến vào bách thảo đường sau khi thi hành nhiệm vụ ngày đó hình đường nếu áp thắng thất bại ngày hình đường sau khi kia tạo hóa thiên đỉnh hai đạo tôn giả nếu áp thắng tiến vào đan tiên đông sau điện thái thượng trưởng lão hô duyên Nạo bác nghĩ áp thắng yêu tộc xâm lớn sau khi khắp nơi các mặt cũng muốn áp thắng kết quả như thế nào? Hắn nhậm thương khung vẫn súc đứng không ngã, mà những thứ kia áp người của hắn, làm như đã không có ở đây. Làm như đã thần phục, làm như đã nhận thua. Hôm nay, này không biết kiếp nạn cũng tốt, bốn cổ thần cũng tốt, nghĩ áp hắn nhậm thương khung, không được. Thương khung điện chủ nói rất đúng. Bây giờ thân là nhậm thương khung trung thực ủng độn, hạ tùng năm cơ hồ là nói gì nghe nấy, chỉ cần có thương khung điện chủ ở, bất kỳ tai kiếp, chúng ta loài người cũng có thể bình yên vượt qua. Mọi người rối rít gật đầu, Hạ Tùng ngâm lời này nói không sai. Nếu như không phải là nhậm thương khung, yêu tộc xâm lấn nhất dịch, sợ rằng thế giới loài người đã sớm rơi vào tay giặc, đang ngồi chư vị chỉ sợ cũng đã sớm hóa thành một đống bạch cốt. May là, nhậm thương khung ngang trời xuất thế, ngăn cơn sóng dữ, giữ, giữ được loài người hương khói. Bốn cổ thần xuất thế, mặc dù để mọi người sinh lòng hướng tới, nhưng là nhậm thương khung làm hết thảy cũng là cư công chí vĩ làm cho người ta không thể bỏ qua hà đạo tôn buổi nói chuyện nói ra lão phu lời tâm huyết a à. kim thiên nguyên chấp tay nói bất kể cái này không biết kiếp nạn là cái gì chỉ cần có thương khung điện chủ ở tin tưởng hết thảy cũng có thể giải quyết dễ dàng có hai người này mở miệng tất cả mọi người rối rít gật đầu trong đó đang tiên điện người lại càng tuyệt đối đứng ở của mình điện chủ bên này lúc trước Kim Mi lão tổ cùng Phạm Hồng Hoang, bởi vì xích lão tướng điện chủ vị truyền cho nhậm thương không có chút bất mãn. Hiện hôm nay, thiết giống như chuyện thực đã chứng minh, bọn họ ý nghĩ ban đầu cỡ nào ích kỷ hoang đường. Bây giờ, đang tiên điện từ trên xuống dưới cơ hội đạt thành chung nhận thức, được có nhậm thương khung cái này điện chủ, đang tiên điện cường thịnh mấy ngàn năm, tuyệt đối không thành vấn đề, đây là đang tiên điện chi may mắn. Bây giờ yêu tộc đại quân đã lui, kia không biết kiếp nạn không biết đến lúc nào đến. Thương khung điện chủ, ngài cho rằng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tinh ngữ cốc chủ lắp bắp hỏi. Nghe được tinh ngữ cốc chủ như vậy hỏi, đồng hoàng châu liên minh cái kia những đạo tôn cửa cũng con ngươi quay tròn chuyển lên, mọi người mong chờ nhìn nhầm thương khung, muốn nghe được nhầm thương khung như thế nào trả lời. Đám đông nét mặt thu ở đáy mắt, nhầm thương khung trong lòng có cân đòn, biết những người này trong lòng tính toán, dù sao, bây giờ yêu tộc đại quân đã tản đi, có tông môn quan niệm các tông chủ, tự nhiên là nhớ tới trở về ổ, gây dựng lại gia viên. Vô luận kim hang ổ ngân hang ổ, cũng so ra kém của mình ổ chó. Bọn họ ở môn phái một mẫu ba phần trong đất có thể hô phong hoáng vũ. Bị vạn người kính ngưỡng, đâu chịu trường kỳ cam nguyện đành phải người sau khi. Về phần kia tương lai kiếp nạn, bởi vì tạm thời còn chưa chạm đến đến ích lợi của bọn họ, cho nên tự nhiên không thể nào thái thượng tâm, cải tạo tông môn huy hoàng mới là bọn trong lòng hắn trọng yếu nhất. Yêu tộc lui bước, ta đây đồng hoàng châu kháng yêu liên minh minh chủ chức xuân, tự nhiên cũng chỉ có không tồn tại. Từ nay về sau, chư vị có thể cắt trở về các tông, bổn, vốn điện tuyệt không can thiệp. Nhậm thương khung mặt mỉm cười, động lượng cực kỳ. Nếu kháng yêu liên minh là vì liên hiệp kháng yêu sở thành. Hôm nay yêu tộc đại quân đã bỏ chạy, trong thời gian ngắn sẽ không tái phạm, cái này liên minh tự nhiên cũng cũng chưa có tồn tại cần thiết. Huống chi, nhậm thương không ngay cả muốn để lại, cũng chưa chắc lưu được những thứ này trong lòng không có lòng trung thành người. Nếu như mạnh lưu, thì ngược lại không đẹp. Các đại tông môn đứng đầu đều là mừng rỡ cực kỳ. Nhậm thương khung cái này hứa hẹn, đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là mừng rỡ hỏi, trong lúc nhất thời quy tâm tự tiếng trong lòng hận không thể sáp cái cánh lập tức trở lại của mình tông môn thương khung điện chủ lớn như thế độ ta chờ cúng kính không bằng tuân mệnh tinh ngự cốc chủ mặt mày hớn hở khôi phục nhất phái tông chủ phong phạm bất quá sau này nếu là có ích lợi gì được với chúng ta địa phương chỗ tinh nguyệt cốc tuyệt không có từ chối là a à, thương khung điện chủ kim thiên nguyên cũng hoắc mắt đứng dậy cùng yêu tộc đánh một trận để cho ta chờ đã biết rồi tự thân là không chân lần này sau khi trở về ta chờ nhất định cố gắng tu hành tranh thủ cố gắng đuổi kịp thương khung điện chủ bước tiến miễn tương lai đại kiếp đến kéo chân sau thấy tinh ngự cốc chủ cùng kim thiên nguyên như thế cấp khó dằn nổi địa muốn thoát khỏi đông hoàng châu liên minh hạ tùng ngâm nhịn không được hừ nhẹ qua sông trúc cầu càng muốn nói xong như vậy đường hoàng thực tại buồn cười hạ tùng ngâm thanh âm không cao cũng là rõ ràng địa truyền tới ở đây mọi người trong lỗ tai. Tinh ngự cốc chủ cùng Kim Thiên Nguyên đều là nét mặt già dạ nua hơi đỏ lên. Những khác mấy tông, cùng đuổi theo Nhật Kiếm Minh cùng tinh nguyệt cốc bất đồng, cùng nhậm thương khung giao tình không cạn. Mặc dù nhớ trở về tông môn, nhưng không có biểu hiện như vậy rõ ràng. Hai vị đạo tôn khiêm tốn, nói về, sau này thật là có cần dùng đến hai vị địa phương, chỗ. Nhậm thương khung trên mặt cũng là không có một tia giận dỗi tinh nguyệt cốc tinh thần xa, còn nửa đuổi theo nhật kiếm minh truy nhật vẫn thiết, đều là phượng vũ cung thần cần thiết nguyên vật liệu. Cho nên, đến lúc đó tránh không được nếu giao thiệp với, vẫn hy vọng nhị vị có thể bằng thích hợp giá tiền giao dịch, bổn, vốn điện coi như là nhà mình gia, hướng nhị vị đòi một cái nhân tình. Thương khung điện chủ nói như vậy cũng là khách khí. Chỉ cần đủ khả năng, ta chờ thị là nghĩa bất dung từ. Kim Thiên Nguyên tự hồ nhớ ra cái gì đó, hồ nghi hỏi, thương khung điện chủ, hôm nay đại quân đã rút lui, ngươi còn cần nhiều như vậy chế tạo phượng vũ cung thần nguyên vật liệu làm cái gì? Chương 751, Khai Tông lập phái, trường kiếp nạn hay là mạc biết vài, nhưng ta không làm không được tốt vạn toàn đến chuẩn bị. Nhậm thương khung cũng không phải giấu giếm, trong nội tâm của ta đã có ý định, chuẩn bị kiến lập một cái hoàn toàn mới đến tông môn cho nên cái này phượng vũ thần vẫn là ắt không thể thiếu đến trang bị kiến lập tông môn mọi người nghe vậy đều là ngây dại nhậm thương khung đến lời nói này có thể nói là long trời lỡ đất a ở đây không ít đều là tông môn đứng đầu tự nhiên là biết rõ kiến lập một cái tông môn cần thiết đến nhân lực vật lực tài lực tuyệt đối là làm cho không người nào có thể tưởng tượng đến con số môn phái tuyên chỉ linh khí tràn đầy trình độ còn có đạo thống truyền hòa những này đều là muốn thành lập tông môn muốn nhất định phải đối mặt chuyện tình cũng không phải là ngoài miệng nói nói đơn giản như vậy đại môn phái thậm chí kể cả đang tiên điện đều là do tiền nhân chỗ xây từng bước một phát triển cho tới bây giờ đến quy mô tiền nhân trả giá đến tâm huyết cùng công lao tuyệt không có người thường chỗ có thể hiểu được mà hiện giữ đến tông chủ trưởng môn chẳng qua là tại kéo dài truyền thừa mà thôi đổi lại là bọn hắn căn bản không có dũng khí khác đứng đỉnh núi, một lần nữa thành lập một cái tông môn. Bọn họ sở dĩ có thể có hôm nay thành tựu như vậy, hoàn toàn là bởi vì giẫm nát tiền nhân đến trên bờ vai. Nguyên nhân chính là này, những tông môn này đầu sỏ mới đúng đều tự đến tông môn không bỏ xuống được, vạn năm truyền thừa đến nội tình, mới là tông môn lớn nhất đến tài phú. Chỉ cần nội tình vẫn còn, tông môn nghỉ ngơi lấy lại sức vài năm, tự nhiên biết một lần nữa đi vào quỹ đạo bởi vì minh bạch cho nên mọi người mới không hiểu nhậm thương khung đến quyết định này mà ngay cả nhậm thương khung sư phụ tôn lý giật gió đều có chút hồ nghi bất định kiến lập tông môn thật sự là rất khó khăn quả thực làm cho không người nào có thể muốn dạy kim thiên nguyên nhìn không được nói thứ cho lão phu nói thẳng thương khung điện chủ ngài quyết định này đáng giá thương thảo a à. kim đạo tôn nói không sai thương khung điện chủ đến nhân mạch cùng năng lực mọi người sẽ không nghi vấn chỉ cần ngươi nguyện ý, vung tay hô to, kêu gọi nhau tập hợp thiên hạ, liền có cường giả gia nhập. Tinh ngự cốc chủ nhẹ gật đầu, chỉ là kiến lập môn phái thực sự không phải là nhiều người có thể được việc. Cần bận tâm đến các mặt thật sự là nhiều lắm. Chúng ta Đông Hoàng Châu trong lịch sử cũng xuất hiện qua vô số đến tông môn, nhưng sống cùng đào cát, còn lại đến cũng chỉ có sáu đại tông môn có thể còn sống xuống. Trong đó gian khổ, có thể nghĩ. Kế tiếp, Mọi người ào ào mở miệng khuyên bảo, ý đồ lại để cho nhậm thương khung bỏ đi cái này buổi trưa ý niệm trong đầu. Kiên nhẫn nghe xong mọi người đến đề nghị, nhậm thương khung cũng không tức giận, đối lý giật phong hỏi, sư tôn, ngài lão nhân gia thấy thế nào? Lý giật phong trầm ngâm luôn mãi, nội tâm cũng là do dự. Dựa theo đạo lý mà nói. Hắn hẳn là hoàn toàn đồng ý đồ để mình đến quyết đoán, dù sao nhậm thương khung làm cho người ta đến ấn tượng cũng không phải là không biết trời cao đất rộng là người như vậy làm hẳn là có dụng ý của mình nhưng là lý dật phong cũng biết kiến lập tông môn hạng gian nan ở đây chư vị nói không sai phá rồi lại lập đơn giản nhưng hoàn toàn do không đã có gian khổ khi lập nghiệp tuyệt không phải nói ba xạo có thể hình dung nhẹ khẽ thở dài lý dật phong nói ra thương khung chuyện này chính ngươi làm quyết định đi Bất kể như thế nào, vi sư đều ủng hộ ngươi. Mọi người nghe được Lý Dật Phong nói chuyện như vậy, đều là nhíu mày, thầm nghĩ Lý đạo tôn cũng thật sự quá sủng nịch môn hạ đệ tử, quả thực là không hề nguyên tắc a, à, không nói trước gây dựng sự nghiệp gian nan, tại bốn cổ thần quân lâm tứ đại châu mưu nhi, thành lập tông môn, chẳng phải là hướng bốn cổ thần bày ra thanh thanh tử căn 0706 uy. Tây chuyện tại để ý, đều không thể được a, à, đối với sư tôn đến trả lời, nhậm thương khung trong nội tâm cảm động hết sức mặc kệ giải thích không hiểu sư tôn thủy chung đứng tại cạnh mình cái này lập trường liền đủ để nói rõ hết thảy chư vị ý kiến thương khung đều đã biết nhưng là ta nghĩ muốn kiến lập môn phái thực sự không phải là hoàn toàn khác đứng đỉnh núi mà là tại thiên các tổ chức đến vốn có trên cơ sở tiến hành một ít cách tân nhậm thương khung thông dong cười đã tính trước thiên các là ta lập nghiệp chi địa hương khói tình khó đoạn cho nên mới tông môn sẽ tại thiên các tổ chức vốn có trên cơ sở xây dựng thêm thay đổi chế độ xã hội hạ tùng ngâm nghe vậy mừng rỡ thương khung điện chủ chức cao mà không quên tình cũ là ta thiên các tổ chức chi may mắn nghe được nhậm thương khung nói đi muốn tại nguyên lai thiên các tổ chức tiến tới đi xây dựng thêm hạ tùng ngâm đừng đề cập có nhiều vui vẻ thiên các tổ chức càng cường đại âm dương đạo đến đạo thống liền càng có thể hưng thịnh không dứt tuy nhiên âm dương đạo mất đi thiên các đạo thứ nhất là tất nhiên nhưng chiều hướng phát triển hắn hạ tùng năm tự nhiên biết rõ nặng nhẹ lấy hay bỏ chính yếu nhất chính là tạo hóa thương khung chính là âm dương đạo đến đạo cơ chỗ có thể trở về tạo hóa thương khung thật sự là dù cho cũng bất quá thương khung điện chủ như lời ngươi nói đến thay đổi chế độ xã hội cách tân rốt cuộc là loại phương thức nào cách tân Lê Lạc Tiên Tử lên tiếng hỏi, nàng thân là thiên các lưu vân đạo đạo tôn. Tự cũng quan tâm vấn đề này. Nhậm thương khung cười thần bí, chư vị, xin cho ta trước bán cái cái nút, ba tháng sau, gặp mặt sẽ hiểu. Mọi người đến hứng thú bị đùa, nhưng nhậm thương khung lại cố ý treo khẩu vị, cũng không nói thẳng ra, làm cho cả đám đều là tâm ngứa khó gãi. Đương nhiên, cũng có người trong nội tâm không cho là đúng, người trẻ tuổi kia ước chừng là xui gió xuôi nước quen, cho nên mới giống như này ý nghĩ kỳ lạ đến cử động. Người thanh niên nha, bị thắng lợi choáng váng đầu óc, đầu óc nóng lên, cũng là có. Nhưng có ít người lại phân biệt rõ đi ra một tia hương vị. Tỷ như Thủy Vân Tông những này vốn là hãy cùng nhậm thương khung đi đến quá gần đến môn phái. Bọn họ biết rõ nhậm thương khung từ trước đến nay bày mưu nghĩ kế, chưa bao giờ biết loạn nói suông, gãi đúng chỗ ngứa. Hắn nói như vậy, nhất định là có toàn bộ đến lo lắng, gặp nhậm thương khung không có những lời khác nói đi, tinh nguyệt cốc, bảo thạch tông, truy nhật kiếm minh vài vị tông chủ cao tầng ào ào cáo từ, thất tinh đạo tràng cùng thủy vân tông cùng nhậm thương khung tương đối đi đến thêm gần, nhưng không có vội vã rời đi. Thiên các tổ chức tự không cần phải nói, bây giờ là do sư tôn lý giật phong cầm giữ. Rất nhất định là đứng ở nhậm thương khung bên này. Thủy trường đông cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, chứng kiến nên đi đều đi, liền đụng lên trước hỏi, Thương Khung Điện Chủ, ta và ngươi thời gian dài như vậy đến giao tình, nhà của ta giao Nhi cũng là ngươi môn hạ đệ tử. Định đứng lên, chúng ta coi như là người trong nhà, đối người trong nhà, ngươi cũng không thể che giấu a. À. Thất Tinh Đạo Tràng đến bắt đầu đứa con thứ bảy cũng không cho thấy thái độ của mình, nhưng bọn hắn cũng muốn biết nhậm Thương Khung đến tương lai ý định, nguyên một đám cũng là mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Đúng vậy a, à, Thương Khung, hiện tại không có người ngoài ngươi cứ việc nói thẳng a, à, vi vì sư biết rõ ngươi không phải cố lộng huyền hư là người, ngươi có tính toán gì không, không ngại lộ ra một hai. Lý Giật Phong cũng nhìn không được nữa hỏi. Bị ánh mắt mọi người tập trung, nhậm thương khung cũng không thừa nước đục thả câu, khẽ cười nói, kỳ thật, cái này cách tân nói trắng ra cũng không đáng tiền. Dựa theo của ta thiết tưởng, hay là tại trước kia đến thập điện các trên mở lại tích thiên đạo điện cùng dục thần điện hai cái hoàn toàn mới đến điện phủ. Lần này chém giết yêu tộc. Thu hoạch của ta có phần phong, luyện chế mấy trăm miếng đại đạo nguyên đang không có vấn đề. Kể từ đó, có thể theo thần thông cảnh giới bên trong chọn đến một đám nổi tiếng đến môn nhân đệ tử, đào tạo ra một đám đại đạo cường giả, phong phú trong môn tăng mạnh lực. Cho nên, Thiên đạo điện chính là được đại đạo cường giả là chủ yếu cấu thành thế lực. Nhậm Thương khung hăng hái, rồi nói tiếp, cái này Thiên đạo điện là bồi dưỡng hạch tâm lực lượng đến điện phủ dùng đại đạo cấp bậc là việc chính trong đó đầu nhập tất nhiên là lớn nhất mấy trăm miếng đại đạo nguyên đang bồi dưỡng được đến mấy trăm cái đại đạo cường giả tất cả mọi người cảm thấy hô hấp trì trệ cái này thủ bút cũng thật sự quá lớn một điểm một cái tông môn có thể có bảy tám cái đại đạo cường giả tại hiện giai đoạn thiên trạch tiểu thế giới đã xem như rất lợi hại không thể tưởng được nhậm thương không đến mục tiêu dĩ nhiên là bồi dưỡng được mấy trăm cái đây quả thật là là khoa trương chút ít. Dĩ vãng, đại đạo cường giả cơ bản là lánh đời không ra, một khi xuất hiện, gần như là nghiền áp đến trạng thái, tại không có thần đạo cường giả xuất hiện trước khi, đại đạo cường giả thì phải là cao nữa là đồng dạng đến tồn tại. Nhậm thương khung nhưng có thể bằng vào năng lực của mình, ngành sanh sanh tạo ra mấy trăm cái đại đạo cường giả. Mọi người biết rõ, dùng nhậm thương khung luyện chế đại đạo nguyên đan đến năng lực, cái này hết thảy thực sự không phải là nói chuyện hoang đường viễn vông. Về phần dục thần điện, yêu cầu đó tự nhiên là muốn hà khắc rất nhiều, trước mắt chỉ là đối với của ta 12 người thân vệ còn có bên cạnh người thân nhất tín nhiệm nhất là người mở ra, yêu cầu thấp nhất cũng là đại đạo trong hậu kỳ. Nhậm thương không khẽ cười cười, cái này cho tới nay, mọi người có lẽ đối tốc độ tu luyện của ta cảm thấy hết sức tò mò. Nếu như dục thần điện thành lập sau, chỉ cần đạt tới những này yêu cầu, là được được ta tự mình truyền thụ công pháp. Chỉ cần siêng năng tu luyện, đột phá đạo thần cảnh giới cũng không phải là thần thoại. Mọi người theo khiếp sợ trực tiếp chuyển thành trận mắt khá hốc mồm, Dục thần điện, nguyên lai chính là được bồi dưỡng tương lai đạo thần cảnh giới đến căn cứ. Nhậm thương khung mềm rũ xuống bay lên, cuộc khởi tốc độ cực nhanh, quả thực có thể nói kỳ tích. Ở đây tất cả mọi người đối với cái này đều có chỗ nhận thức, tất nhiên là có đại cơ duyên, đại tạo hóa, nếu không tại sao tuổi trẻ nhẹ nhàng, liền tu luyện tới đạt tới đỉnh phong. Phát triển cực nhanh làm cho người tắc lưu ấy. Đối với nhậm thương không có được nghịch thiên công pháp, không có có bất kỳ người biết cảm thấy nghi vấn dựa theo hắn dĩ vãng đến tốc độ tu luyện đến suy đoán, tại không lâu đến tương lai đột phá đạo thần cảnh giới, cũng không phải không có khả năng. Ở đây đến mọi người, trong lòng đều là sinh ra một cổ không hiểu đến kích động, chờ đợi trong con mắt của bọn họ cao cao tại thượng xa không thể chạm đến đạo thần cảnh giới tại nhậm thương khung trong lúc này thậm chí có tạo nên đến hy vọng tất cả mọi người không ngu ngốc nhậm thương khung kế thừa vạn dược tôn đến y bác đang dược năng lực xuất thần nhập hóa đem một người bình thường tu sĩ bồi dưỡng đến thần thông cảnh giới dễ dàng sau đó lại mượn nhờ đại đạo nguyên đan có thể thuận lợi đột phá đại đạo cảnh giới đáng sợ nhất chính là nếu như bị nhậm thương khung cùng trong tiến vào đến dục thần điện lời của, rất có thể biết sinh sinh bị bồi dưỡng thành một cái đạo thần cảnh giới cường giả. Cái này quá trình trực tiếp phá vỡ bọn hắn dĩ vãng đến nhận thức. Ở đây đều là trong khi tu luyện đến lão nhân, người không là đã sống mấy ngàn tuổi đến lão quái vật. Khi bọn hắn nghe được nhậm thương khung đến ngụ ý, tương lai thiên trạch tiểu thế giới đem mới có thể là đạo thần lớp lớp đến cục diện, trong lòng phản ứng đầu tiên tự nhiên là đừng đề cập nhiều kinh ngạc. Bất quá mọi người cũng suy nghĩ ra đến một điểm hương vị, muốn đưa thân trở thành đạo thần cảnh giới, nhất định nếu nhậm thương khung người thân nhất, cuối cùng tin được đến cấp dưới. Thủy trường đông cùng bắt đầu đứa con thứ bảy đều đồng nổi lên tâm tư. Bọn họ đều đối nhậm thương khung tư tưởng trong dục thần điện tim đập thình thịch. Như bọn họ loại này đại đạo cấp bậc cường giả, đúng vậy nằm mộng cũng muốn bước vào đạo thần cảnh giới, nhận thức trong thiên địa mặt ta trong rủi bay lượng đến nhanh thanh thanh tử căng cảm giác hôm nay nhậm thương khung cho bọn hắn một cái vô cùng ảo tưởng đến không gian chỉ là bọn họ làm ngoài tông đầu sỏ lại như thế nào tiến vào dục thần điện như thế nào tìm được nhậm thương khung đến tự mình chỉ điểm nhậm thương khung đợi mọi người chậm rãi tiêu hóa những tin tức này sau lại là khẽ cười nói một cái tông môn đến lâu dài thịnh suy cứng ngắc thực lực cường đại là một phương diện nhưng là nhiều như vậy cường giả xuất hiện tông môn tư chất nguyên đủ sao Linh lực đủ sao? Đối với cái này, chỗ này của ta chuẩn bị một kiện vũ khí bí mật. Dứt lời, Nhậm Thương khung mỉm cười, mở ra lòng bàn tay. Kim mang hiện lên, một cây cánh tay phẩm chất đến linh dược lơ lửng tại Nhậm Thương khung đến trên bàn tay phương, lóng lánh năm màu thần quang, nhìn về phía trên giống như là một khối ống ánh sáng long lanh đến ngọc thạch. Linh anh quả thụ